Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn chương 1281, Đạo Môn Liên Minh 1. Quy Khư từng trải qua nỗi đau cực lớn, trời chút lũ lụt, bệnh dịch hoành hành, nơi đây bị bao phủ bởi sự tàn phá. Mặc dù sau đó nó đã được thanh tẩy bởi đám người ám hắc chi long liễu chi nhung, phong chủ phong thập bát cùng nguyệt thần A Lê, nhưng nó vẫn ảm đạm và thiếu sức sống. Côn đứng trên đỉnh núi Bất Chu, nhìn khắp tứ phía Quy Khư, lông mày càng nhíu chặt hơn. Lúc đầu ông nhận sự chỉ huy của thiên đạo, nuốt chừng một nửa thế giới nguyên cổ hồng hoang, sau đó dung hợp với toàn bộ huyền quan của chính mình, vậy mới có quy khư của ngày hôm nay. Bây giờ quy khư không còn núi xanh nước biếc như xưa, cùng dáng vẻ uy nghiêm của ngàn vạn người nữa, côn không khỏi có chút buồn bã trong lòng. Ma đạo đã phụ sự giao phó của côn đại nhân, sức sống của tất cả chúng sinh trong quy khư đã khô héo, tất cả đều là do ma đạo bảo vệ không tốt. Khương Tuyết Dương nói, thiên đạo không nhân từ, liên quan gì đến ma đạo của các ngươi? Ta biết, quy khư có được cục diện như ngày hôm nay, là kết quả của sự hy sinh của hàng ngàn đệ tử ma đạo đổi lấy nếu như không có ma đạo thì quy khư của hôm nay chắc chắn đã sớm bị thiên đạo tiêu diệt rồi côn thở dài một hơi đáp nếu không phải vì ma đạo thiên đạo cũng không chắc đã trừng phạt quy khư quy khư là huyền quan của ta năm đó là ta đảo nghịch âm dương kéo thiên đạo vào hỏa nạn nhân quản nhân gian cho dù không có ma đạo thì thiên đạo cũng sẽ đến cùng ta tính toán chuyện này côn đại nhân hôm nay đã trở về quy khư vẫn sẽ do côn đại nhân phụ trách Khương Tuyết Dương nói, Quy Khư đúng là tổ đình của ma đạo, nhưng dù sao cũng là từ huyền quan của côn biến hóa mà thành, bây giờ côn đã trở lại, ma đạo nếu còn tiếp tục ngồi vị trí chủ của Quy Khư E là có chút kiên cưỡng. Khương Hành Tẩu là người nói lý, nhưng ta không có ý định thu hồi Quy Khư, ngược lại ta còn muốn tặng cho ma đạo một món quà to lớn khác. Nói xong, người của côn bắt đầu bay lên không trung, Càng bay càng cao, vừa bay vừa giải phóng uy áp thần niệm của mình uy áp thần niệm của côn mạnh mẽ đến mức ý chí của ông ấy giáng xuống và bao trùm toàn bộ quy khư rất nhanh ngay sau đó người của ông biến mất sau đám mây tôi đã từng trò chuyện với ý chí thế giới của côn trên đỉnh núi bất chu bây giờ ý chí của côn đã trở lại quy khư nhưng lần này nó không còn là hình ảnh phản chiếu của thần niệm của ông nữa mà là toàn bộ con người thật của ông núi không tang sau khi trải qua trận chiến quy khư sinh cơ của nó đã khô héo mặc cho phong chủ dùng cạn thần niệm thi triển ngọn gió phục hồi thì cũng không thể hồi sinh lại thần thụ tang mộc nhưng bây giờ thần thụ tang mộc đã khô héo kia lại đang đâm lên trồi mới côn phô diễn thần thông như nhất dạ xuân phong thổi hồn vào cho tang mộc thần thụ toàn bộ quy khư bắt đầu từ phía nam thổi tan mây mù hoa lần nữa tranh nhau đua sắc tang mộc thần thụ tràn đầy sức sống trong núi lưu ba bách thú gầm gừ trong biển bắc minh oán niệm tiêu tan núi côn mô đã chìm xuống đáy biển vô tận trong trận chiến quy khư bây giờ lại từ từ trỗi dậy từ trong nước biển. Côn làm lại quy khư, đưa quy khư trở lại trạng thái như trước khi xảy ra thảm họa. Trời xanh nước biếc, chim hót xíu rít, ngàn sao tỏa sáng, mặt trời và mặt trăng tranh nhau tỏa sáng. Tuy nhiên, cho dù ông ấy thần thông thần quảng đại, pháp lực vô biên, rời non lấp bể, sông núi cùng thảm thực vật có thể sống lại, nhưng vong hồn của những người đã chết trong trận chiến sẽ không bao giờ có thể sống lại. Vì vậy, nhìn quy khư từng chút một lấy lại sức sống, Khương Tuyết Dương và các chiến tướng của ma đạo lại càng sinh ra nỗi thương cảm hơn. Đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng, nếu như họ có thể quay trở lại thì tốt biết bao. Quy khư sẽ không bao giờ giống như quy khư ngày trước nữa, bởi vùng đất này đã bị nhuộm đỏ bởi máu của các đệ tử ma đạo rồi. Lâm Thanh Thủy ngước về Đông Hải và nghĩ về người yêu bạch vô nhai của mình, cái chết của Ngân Hồ càng khiến vị sát thần trở nên lạnh lùng, khó gần, trầm mặc, kiệm lời. A à, Lê nhìn về phía biên giới phía nam và nghĩ đến ngạo phong yêu dấu của cô, Liễu Chi Nhung nhìn núi Bắc Minh, nhớ đến tộc nhân của mình cùng tương Liễu Đại Sa, tộc nhân của cô vẫn còn ở đó, nhưng cô thì đã biến thành ám hắc chi long, không cách nào trở về bên cạnh tộc nhân nữa. Vào lúc này, không biết bao nhiêu đệ tử ma đạo đang nhìn quy khư thay lớp áo mới mà trong lòng nhớ nhung người thân đã mất. Gió thổi vùn vụt, chúng sinh đều khóc, dưới chân núi Bất Chu, các đệ tử ma đạo và vạn tộc hồng hoang đều ướt đẫm nước mắt trước sự thần thông quảng đại của côn. Ngay cả tạ Lưu Vân cũng tràn ngập thương cảm, khi xưa ba người cùng nhau đến quy khư tìm kiếm cơ duyên họ đã bị sốc trước khung cảnh cổ kính và hùng vĩ của quy khư ai có thể ngờ rằng mấy chục năm sau không khí ở quy khư lại bi thương và nặng nề như vậy chàng trai trẻ được ông ta chỉ điểm đã kiên quyết dương cao cờ chiêu hồn ma đạo mà đi ông tưởng rằng một ngày nào đó anh sẽ mệt mỏi nhưng không ngờ một lần đi như vậy đã trôi qua rất nhiều năm rồi lịch sử của ma đạo ba ngàn năm trước là một khúc nhạc bi thảm của tạ mạt lăng khiến tam giới đau buồn Ba ngàn năm sau là một khúc ca mới của tạ lan, nhưng lại nồng nàn và bi tráng hơn. mươi 1282, Đạo Môn Liên Minh 2 Người cũng cảm động sao? Giao chỉ cung chủ nhẹ giọng hỏi tạ Lưu Vân? Tôi đang nghĩ đến tạ lan. Ừ, trước đây ta vốn cho rằng hai người đều là những kẻ vô tình vô nghĩa, nhưng sau này ta mới biết mình đã sai. Giao chỉ cung chủ nói? Tạ lan quả thực so với tôi tình cảm hơn nhiều, nhưng tôi thà rằng hắn cũng vô tình như tôi. Tạ Lưu Vân nói, đúng vậy, giống như người thật tốt biết mấy, vô tình vô nghĩa, tiêu giao tự tại. Giao trì cung chủ lạnh lùng nói, tôi có nỗi khổ của riêng mình, người đàn ông phụ tình bạc nghĩa nào cũng đều nói mình có nỗi khó khăn riêng, chỉ có người phụ nữ ngu ngốc như ta mới mãi không thể quên chuyện xưa nghĩa cũ. Trong thế giới của một quốc sư đại đường Lý Thuần Phong như ngươi, có lẽ ta đến một bông hoa dại ven đường cũng không đủ tư cách. Minh Nguyệt, có phải cô đã quên câu nói tôi nhờ tạ lan chuyển cho cô rồi không? Cái gì, cung chủ giao chỉ rõ ràng là nhớ nhưng lại giả vờ hỏi thử tâm kiều khiết như minh nguya thiên nhai hà sứ bất côn lôn sao sao tâm này trong sạch như trăng sáng khắp trốn đất trời không nơi nào không là côn lôn cung chủ giao chỉ tuy rằng đối với tạ lưu vân thất vọng đến cực điểm nhưng khi nghe được những lời này từ chính miệng ông ta nói ra cô vẫn không khỏi đỏ hoen khóe mắt giọng điệu nghẹn ngào mở lời côn lôn bây giờ đã là côn lôn của nhân đạo mấy người rồi ừ vậy nên bắt đầu từ hôm nay với tư cách là nhân đạo tổ sư tôi sẽ tuyên bố trả côn lôn về lại cho tiên đạo câu nói này tạ lưu vân đã dùng tối đa âm lượng để nói ra không chỉ để mỗi mình giao trì cung chủ nghe ngay khi những lời này thốt ra chư thần nhân đạo đều cả kinh ngươi không tây vương mẫu phản đối sao giao trì cung chủ cũng bị lời nói của tạ lưu vân làm cho chấn động tam đạo vốn là một nhà nhưng lại có học thuyết khác nhau nếu như lúc này lại có sự so bì xích mích làm sao có thể chống lại thiên đạo Tạ Lưu Vân lớn tiếng đáp, Trương Đạo Lăng trầm mặc một hồi mới thêm lời, sư đệ nói thực chí phải. Công chúa Đắc Kiều bước tới trước mặt Tạ Lưu Vân, gặp người cúi đầu thật sâu và nói, cảm ơn nhân đạo tổ sư hoàn trả côn lôn về cho tiên đạo, bắt đầu từ hôm nay, chúng thần tiên đạo sẽ sơ tán khỏi lôi vực Tây Hải. Lời nói này giữa hai người đã tạo cơ sở cho sự hợp tác để đạo giáo thành lập liên minh. Ba ngàn năm trước, mà đạo là mục tiêu chỉ trích của dư luật, nhưng ma đạo của ngày nay lại chưa bao giờ có xung đột trực diện với nhân đạo và tiên đạo, ngược lại, nhân đạo và tiên đạo luôn chiến tranh liên miên, số lượng tử thương lên đến trăm vạn. Với trí tuệ của đạo đức Thiên Tôn và Ngọc Hoàng, họ đương nhiên sẽ biết rằng cái gọi là trận chiến bàn cờ là âm mưu của Thiên Đạo. Tuy nhiên, người trong cuộc thường mù mờ, chỉ có kẻ ngoài cuộc mới tỏ tường. Bây giờ chúng sinh đã quyết định chống lại Thiên Đạo, cái gọi là ân oán của đạo môn cũng nên bị tiêu trừ. Khương Tuyết Dương khá xúc động vốn dĩ trong đại hội đạo môn lần này, cô còn đang nghĩ cách thuyết phục nhân, tiên hai đạo giảng hòa, không ngờ, nhiệm vụ khó khăn này lại được giải quyết dễ dàng qua cuộc trò chuyện giữa tạ Lưu Vân và giao trì cung chủ. Tạ Lưu Vân, ta không bằng ngươi, Khương Tuyết Dương chân thành nói, Khương tướng quá lời rồi, thiên hạ ai không biết, anh hùng nhi nữ đã bị ma đạo các người lấy đi hết. Chỉ sợ trong đạo tràng sau này, tần suất nhắc đến nhân, tiên hai đạo cũng chỉ vài ba chữ cùng một ít dòng. Tạ Lưu Vân đáp, Lời này của ông ta cũng xuất phát từ sự thật lòng thật dạ. Mặc dù trong cuộc chiến giữa nhân, tiên, nhân, tiên hai đạo cũng viết thêm nhiều chương hào hùng, nhưng dù là nhà nào thì cũng khó sánh được với ma đạo. Đối với chúng sinh trong tam giới mà nói, ma đạo đóng vai trò như vị chủ cứu thế, trong khi nhân, tiên hai đạo thì lại trong họa nạn diệt thế. Lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, hơn nữa, từ đầu đến cuối, cuộc chiến giữa nhân, tiên đều là thuận theo ý thiên đạo mà chiến, còn ma đạo thì lại nghịch ý thiên đạo mà chiến nhưng cũng chính vì ma đạo vẫn luôn hành động trái với thiên đạo nên biết bao bi ca đã được viết ra đó là lý do tại sao tạ lưu vân nói rằng anh hùng nhi nữ đã bị ma đạo lấy đi hết mà tên họ của họ nên được chúng sinh trong lục đạo tam giới ghi nhớ mãi mãi trận chiến với thiên đạo là cuộc chiến của chúng sinh ma đạo không dám lỗ mãng chủ động ra tay chỉ mong chung tay với nhân đạo và tiên đạo xây dựng liên minh đạo môn cùng nhau chống lại thiên đạo khương tuyết dương nói khương tướng không cần phải khiêm tốn bánh xe lịch sử định sẵn để ma đạo trở thành vị cứu tinh của thế giới đương nhiên ta cũng sẽ chỉ đi theo sự dẫn dắt của ma đạo huống chi tạ lan lại là đứa con của vận mệnh chỉ có hắn mới có thể cứu vớt tất cả chúng sinh trên thế giới tạ lưu vân nói tiên đạo không có gì phản đối đức kiều công chúa nói tất cả đều đợi tạ lan từ hư không trở về chúng ta sẽ bàn bạc mọi việc lâu dài khương tuyết dương nói khương tướng tạ lan khi nào mới trở về giao trì cung chủ hỏi Trước khi Khương Tuyết Dương kịp đáp lời, cô đã thấy A Lê ngước nhìn bầu trời, lớn tiếng nói: "Đạo tổ về rồi." Sau đó, bầu trời rung chuyển, mây bay tứ tán, tôi và côn tay trong tay đáp xuống núi Bất Chu. Chương 1283, Ngạo Phong quay lại một. Côn dùng một đạo tạo hóa để đúc lại quy khư, mang lại niềm hy vọng mới cho con dân nơi đây vốn đang tràn ngập trong đau buồn. Thế nhưng tam giới trong nhân gian vẫn bị nguy cơ diệt thế vây khốn trùng trùng. Cảm tạ ngài Côn, ngài đã mang lại hy vọng mới cho Quy Khư. Tôi nói, ta chỉ có thể mang lại sự bình yên cho Quy Khư trong một thời gian ngắn, chúng sinh tam giới đều đang nhìn cậu đó. Côn nói như vậy khiến trong lòng tôi nặng chịu không thôi. Hôm nay tam giới trong đạo môn đều tập trung tại Quy Khư, ngay cả mạnh bà thiên tôn của MT cũng đến rồi, có thể nói lãnh tụ của chúng sinh trong tam giới lục đạo trên nhân gian đều đang ở đây. Tạ Lưu Vân, Đắc Kiều Công Chúa, Ngũ Nhạc Đại Đế, Trương Đạo Lăng, cửu thiên đáng ma tổ sư, mạnh bà thiên tôn. Nhìn những khuôn mặt thân quen này, trong lòng tôi thấy xúc động vô cùng. Những người này đã từng là sự tồn tại mà tôi chỉ có thể đứng từ xa ngước nhìn lên, là những vị thần tiên thực thụ trong mắt chúng sinh bách tính. Thế nhưng giờ đây bọn họ đều đang nhìn tôi, chỉ bởi vì tôi là đứa con của vận mệnh, là ma đạo tổ sư. Vào lúc ma đạo tổ sư phong độ nhất, ngàn vạn thần tiên đều tới đảo Kim Ngao để chào hỏi. Mà hôm nay tại quy khư, thiên tôn đạo tổ đều tới bái phỏng đây là vinh dự của ma đạo thế nhưng trong lòng tôi chẳng có lấy một chút vui sướng tôi biết rõ trách nhiệm của mình nặng nề vô cùng trước khi tôi quay lại nhân tiên hai đạo đã đạt được hiệp nghị chỉ duy nhất ma đạo vẫn chưa bày tỏ bất kỳ thái độ nào tuyết dương vẫn luôn đợi tôi cho ý kiến tôn ti cao thấp phô vi nhi trị chúng sinh bình đẳng ba đạo chúng ta vốn dĩ đều chung một nhà chỉ là giáo ý không giống nhau hôm nay chư vị đều đã tới quy khư để cùng nhau bàn bạc chuyện lớn quả thực là vinh dự của ma đạo ta tuy rằng ma đạo tổ sư đã truyền đạo pháp khắp lục giới lại nói hữu giáo vô loài thế nhưng từ trước tới giờ ngài chưa bao giờ từng dạy người ta phải quy y thờ phụng ma đạo ma đạo ta đã được truyền thừa hàng nghìn năm thế nhưng nhân gian chưa từng có một tòa đạo quan thuộc về ma đạo ma đạo hôm nay do tạ lan ta làm kẻ chủ trì ta sẽ thực hiện tâm nguyện của đạo tổ chỉ cầu muôn dân đoàn kết một lòng một giả cùng chống lại thiên đạo chẳng cầu uy danh chấn động nhất thống thiên hạ hôm nay thế nào mai sau cũng vẫn như vậy ngũ hành cùng ta tự do hành tẩu chúng sinh bốn bể đều hữu duyên chớ rằng cửa quan vững như thép cung điện vô danh toàn lời hay lời này vừa dứt chúng sinh chìm trong yên lặng chính vào lúc tôi cho rằng họ sẽ nói điều gì đó trên trời cao bỗng dáng xuống một cơn mưa hoa tôi ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy giữa không trung đang ngập tràn hoa bỉ ngạn đạo tàng hậu thế ghi lại lúc đạo tổ tạ lan đứng trên núi bất châu đưa ra tuyên ngôn từ trên trời muôn vạn hoa bỉ ngạn rơi xuống bao phủ khắp quy khư trong cung vô minh, tam giới đang thảo luận tình hình hiện tại ở nhân gian. Nam cương thập vạn đại sơn giờ đây đã có tạo ẩn thủ hộ, lần này nhân tộc không còn giấu giếm thực lực của mình. Tạo ẩn tập trung đại quân tinh nhuệ của nhân tộc tới Nam cương để giải quyết mầm tai họa. Cửu châu đại địa, các đạo phái thi nhau cử đệ tử của mình nhập thế, trừ tà diệt ma, bảo vệ muôn dân. Thiên giới, tử thần con trai của bắc cực tử vi đại đế tập hợp 500 vạn thiên binh thiên tướng chuẩn bị cho ngày tận thế, thề vì thiên giới mà quét sạch tai họa chỉ duy nhất châu khất vẫn chưa có hành động gì ông ta vẫn đang chờ đợi mạnh bà thiên tôn đại nạn huyết hải phù đồ sắp sửa giáng xuống không biết thái độ của nữ đế như thế nào tôi hỏi nữ đế vẫn muốn cho châu khất thêm một thời gian nữa mạnh bà thiên tôn đáp kiếp nạn tứ linh thần thú đang đến gần mt tốt nhất vẫn nên nhanh chóng chỉnh đốn lại đi tạ lưu vân nói nữ đế bệ hạ đương nhiên tường tận chuyện này chỉ là quân lực của mt giờ đây đều do một mình châu khất khống chế nếu như cưỡng chế ra tay tất sinh đại loạn, nữ đế cũng chỉ vì cân nhắc lợi ích cho chúng sinh MT mà thôi. Chuyện của MT, tam giới đương nhiên không có quyền can thiệp, nghe mạnh bà Thiên Tôn giải thích như vậy cũng dừng lại tại đây, trọng tâm của cuộc thảo luận vẫn là chuyện tứ linh thần thú sẽ dùng phương thức nào tới xâm lược nhân gian. Chương 1284, ngạo phong quay lại hai. Ba kiếp nạn lớn cũng chỉ là chuyện bề ngoài, tứ linh thần thú và đại quân thiên khiển mới là mối nguy lớn nhất của nhân gian. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ từ lúc thiên đạo khống chế nhân gian trong tay tứ linh thần thú đã trở thành sự tồn tại không thể thiếu trong hệ thống tu hành của đạo môn. Không biết bao nhiêu thuật pháp thần thông có mối liên quan mật thiết tới tứ linh thần thú. Cũng chính bởi vì tín ngưỡng của vô số người trong đạo môn khắp nhân gian mà tứ linh thần thú mới có được địa vị ngày hôm nay. Đại quân đạo môn có thể không nề hà gì mà chống trả sự xâm lược của thiên ma ngoại vực nhưng lại vì công pháp tu hành mà bị tứ linh thần thú chân áp. Đây của thực là một việc vô cùng đau đầu cũng có lẽ thiên đạo đã mưu đồ tính toán từ rất lâu rồi. Biểu tượng thiêng liêng và trang trọng nhất của đạo môn khi xưa giờ đây lại trở thành chiếc kìm kẹp chặt đệ tử đạo môn. Ma đạo hãy còn tốt, bởi vì đệ tử ma đạo tu luyện pháp thuật phần lớn không nằm trong hệ thống tu hành của đạo môn. Mà nhân, tiên hai đạo ngoại trừ long tộc của tiên đạo dùng kiếm để nhập đạo ra, những người khác hầu như đều bị sức mạnh của tứ linh thần thú chân áp. Ví dụ như thần chú ly hỏa của Chu Tước, đây là pháp thuật hỏa viêm mạnh nhất của nhân đạo, thế nhưng nếu không có được sự chúc phúc của Chu Tước thì đạo chú ngữ này hoàn toàn chẳng có chút tác dụng nào. Ngoại trừ pháp thuật thần thánh, tứ linh thần thú còn có thể gây ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng tới sự diễn sinh của khí tiên thiên ngũ hành. Ví dụ, Huyền Vũ có thể tùy ý thay đổi dòng chảy của khí tiên thiên quý thủy, còn Bạch Hổ lại có thể nuốt chửng khí tiên thiên canh kim. Mà việc này ngay cả ma đạo cũng bị ảnh hưởng, bởi vì mặc dù ma đạo tu luyện rất ít thuật pháp thần thông của đạo môn, thế nhưng người tu luyện khí tiên thiên ngũ hành lại rất nhiều, năm đó phá quân hộ Pháp Thiên Tôn cũng tu hành khí tiên thiên canh kim. Trên thực tế, để đánh bại đại quân tiên khiển của tứ linh thần thú thì thái cổ thần ma là ứng cử viên phù hợp nhất, bởi vì thái cổ thần ma không chịu ảnh hưởng của tứ linh thần thú, bọn họ trực tiếp điều khiển sức mạnh của khí hỗn độn bản nguyên. Thế nhưng thiên đạo đã sớm tính toán trước, dùng 30 triệu đại quân của thái cổ tiền dân và thái cổ thần ma chiến một trận sống mái, xoát sổ minh giới của tử thần, khiến ma giới tổn hại nghiêm trọng, thần giới thương vong năng nề. Thái cổ thần ma tử thương vô số, không thể nào tiếp tục chiến đấu, Thiên đạo bèn nhân cơ hội này phát động đại quân thiên khiển của tứ linh thần thú tấn công nhân gian. Đạo tổ, em có một thắc mắc, Thiên đạo đã có uy lực bậc đó, nếu muốn diệt thế vì cứ gì lại không đích thân ra tay? A à, Lê hỏi, Thiên đạo khi ở trạng thái viên mãn đương nhiên có đủ thực lực để diệt thế, thế nhưng hiện tại thì không thể, lúc trước ông ta cưỡng chế chặt đứt nhân quả ở nhân gian đã khiến sức mạnh đã bị tổn hại, một trận trên núi Côn Lôn đó lại bị Côn làm tổn thương cả bản nguyên. Tôi nói, những cái này cũng không phải nguyên nhân chính, chủ yếu là vì thiên đạo ở vực sâu vũ trụ hư không còn có kẻ địch, trừ phi cực kỳ cần thiết, nếu không ông ta sẽ không dễ dàng ra tay. Cô nói, thiên đạo khống chế vũ trụ đã bao lâu nay, làm sao bây giờ vẫn còn sót lại kẻ địch? Tạ Lưu Vân hỏi, vương quốc cổ xưa từng có vị thần vĩ đại, cũng có tà thần hắc ám. Nếu thiên đạo có thể thoát khỏi thân phận vị thần vĩ đại để tái sinh thì đối thủ của ông ta khi đó tất nhiên cũng có cách sống sót cho đến bây giờ. Thiên đạo muốn diệt thế, cái ông ta diệt không chỉ là tam giới nhân gian, ông ta còn muốn xé rách pháp tắc hiện tại của đất trời, vì vậy đương nhiên sẽ có người nhảy ra ngăn cản. Không biết Thái Sơ Tử Thần liệu có được coi là kẻ địch mạnh của Thiên đạo. Tôi hỏi, từ miệng Mộ Dung Nguyên Duệ, tôi được biết Thùy Họa đã thức tỉnh số mệnh thực sự của cô ấy. Thùy Họa giờ đây đã không còn là Tử Thần minh giới mà là Thái Sơ Tử Thần, sau khi ngưng tụ thành công thân thể khôi cương đã quay trở lại vùng đất Mơ Dương Diệt Việt. Thái Sơ Tử Thần có thân thể khôi cương được sinh ra ở vùng đất M Dương Diệt Tuyệt, thiên công địa kích, âm dương biến mất, nếu gọi cô ấy là kẻ địch mạnh nhất của thiên đạo cũng không quá lời. Thiên đạo muốn thay đổi pháp tắc của trời đất, Thái Sơ Tử Thần nếu còn sống nhất định sẽ không trơ mắt đứng nhìn. Cô nói, trong trận chiến thần ma tại hư không, bảo lôi băng xương đã bị phá hủy, đại quân minh giới bị xóa sổ hoàn toàn, vào khoảnh khắc cuối cùng Lâm tướng quân đã đột phá ngưng tụ thành công cơ thể khôi cương. Lời này vừa dứt, tất cả đều chấn động. Chương 1285, ngạo phong quay lại ba. Hai, xem ra chúng ta đều sai rồi." Tạ Lưu Vân thở dài, nói, "Người tính toán sai không chỉ có Tạ Lưu Vân, còn có cả Phá Quân hộ pháp Thiên Tôn. Bởi vì thấy số phận của Thùy Hỏa có mang mệnh sát nên Phá Quân hộ pháp Thiên Tôn mới truyền mệnh cách Phá Quân cho cô ấy." Sau trận chiến tại Đầm Cửu Long, Thùy Hỏa bộc phát mệnh cách Phá Quân, vì vậy mới trở thành vị tướng Phá Quân thứ hai của Ma Đạo. Ngay cả sau khi cô ấy trở thành Tử Thần Minh Giới, thân phận tướng quân phá quân này cũng chưa từng thay đổi, mãi cho đến khi thủy họa niết bàn, rời bỏ nhân gian. Lúc này nghe nói cô ấy đã ngưng tụ thành công thân thể khôi cương, mọi người mới biết lai lịch của thủy họa rốt cục ghê gớm cỡ nào. Ai có thể ngờ được thiếu nữ lâm ra 400 năm trước thế nhưng trời sinh lại có mệnh cách khôi cương, số mệnh của cô ấy thế nhưng lại đến từ vùng đất em mờ dương diệt tuyệt. Đây là chuyện tốt, có em mờ dương diệt tuyệt đao của thái sơ tử thần, thiên đạo càng không dám ra tay tùy tiện, chỉ cần đánh bại được đại quân thiên khiển của tứ linh thần thú nhân gian chưa chắc đã bị diệt côn nói vấn đề là chúng ta làm sao đánh bại được tứ linh thần thú đắc kiều công chúa hỏi mọi người im lặng nhìn côn bởi vì trong trái tim của mọi người cũng chỉ có một mình côn mới có thể đặt ngang hàng với tứ linh thần thú mọi người nhìn côn còn côn lại nhìn tôi không biết trình độ kiếm pháp của ma đạo tổ sư hiện giờ ra sao côn hỏi tôi đã tới chiến trường thần ma từng giao đấu với đế thích thiên tôi đáp Cậu vậy mà đã giao đấu với đế thích thiên rồi, thắng bại như thế nào? Cửu thiên đáng ma tổ sư kinh ngạc nhìn tôi hỏi. Thân là vị thần kỳ cựu của thiên đình, cửu thiên đáng ma tổ sư đương nhiên nắm rất rõ danh tính của đế thích thiên, biết được ông ta là môn đồ của thiên đạo, tu vi vượt xa thiên tôn chư thần trong nhân gian. Đáng ma tổ sư, chuyện thắng bại không cần hỏi, mà đạo tổ sư có thể thành công quay về nhân gian, này rõ ràng là anh ta đã đánh bại đế thích thiên. Tạ Lưu Vân nói, nghe nói tôi thắng đế thích thiên, mọi người lại một lần nữa chấn động, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi. Ai có thể ngờ được một kẻ hậu bối vô danh của nhân tộc lại có thể từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay. Dưới thiên đạo tất cả đều chỉ là con sâu cái kiến, lúc bọn họ đang phong thần tôi mới chỉ là hạt bụi dưới chân những người này, mà hạt bụi khi xưa giờ đây đã trở thành tinh tú khiến họ phải ngước nhìn lên. Đế thích thiên có thiên uy đại la, cậu có thể đánh bại ông ta, lẽ nào kiếm pháp của cậu giờ đây đã đạt đến cảnh giới một kiếm xuyên thủng 33 tầng trời rồi? Côn hỏi. Vâng, tôi gật đầu thừa nhận, cũng không quá mức khiêm tốn. Một kiếm xuyên thủng 33 tầng trời, mà đạo tổ sư, tôi cho rằng một mình cậu có thể đối chiến với thần điều chu tước. Huyền vũ để tôi tới đối phó, như vậy chỉ còn có thanh long và bạch hổ. Cô nói, tiên đạo có thể dùng chu thiên tinh đầu đại trận để ngăn cản thanh long. Đắc kiều công chúa nói, nếu đã như vậy, cũng chỉ còn có bạch hổ là chưa có ai tới đối phó. A à, Lê mở to đôi mắt đẹp, nhìn tạ Lưu Vân nói. Ý tứ của A Lê vô cùng rõ ràng, nếu như tiên đạo và ma đạo đều đã có mục tiêu đối đầu, vậy thì Bạch Hổ còn sót lại đương nhiên phải do Nhân đạo phụ trách. Trong tứ linh thần thú, kẻ có sức mạnh hủy diệt lớn nhất là Chu Tước, nhưng người có sát tính mạnh nhất lại là Bạch Hổ. Nếu như Lữ Thuần Dương hãy còn, Nhân đạo muốn đối phó với Bạch Hổ thần thú quả không phải chuyện gì to tát. Thế nhưng Nhân đạo hôm nay dù có dốc hết thực lực cũng không phải đối thủ của Bạch Hổ. Kỳ thực, ngay cả đánh một hiệp cũng không nổi tạ lưu vân bị a lê nhìn như vậy vẻ mặt có chút xấu hổ ngượng ngập nói nhân đạo vô năng không phải đối thủ của bạch hổ đúng lúc này khương tuyết dương vốn luôn im lặng bèn cất lời nếu như ngạo phong còn sống có thể tập hợp được sức mạnh của tam đại hỗn độn thần thú ngạo phong nguyên phượng thùy kỳ lân như vậy cũng chưa chắc không phải là đối thủ của bạch hổ thế nhưng đáng tiếc giờ đây ngạo phong vẫn chẳng có tin tức gì khương tuyết dương còn chưa nói xong từ trên bầu trời quy khư ma ý cuồn trào mãnh liệt ập đến Mọi người đều cho rằng kẻ địch đã tới, thế nhưng lại thấy ma ý trên kia chẳng hề giáng xuống, nó vẫn cứ luôn biến hóa không ngừng trên bầu trời, cuối cùng biến thành một vòng xoáy ấn chứa ma ý khổng lồ. A à Lê, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé." Tôi nói, "Anh có ý gì?" A à Lê bối rối hỏi. Ngạo Phong quay lại rồi. Chương 1286: Trái tim của Tuyết Dương 1. Vòng xoáy ma ý quay cuồng không ngừng, thiên tượng cũng sinh ra biến hóa vô tận. Tiếng sấm thấp thoáng đâu đây tầng mây ngày càng đen đặc đè ép khiến cho chúng sinh khắp quy hư không thể thở được cho dù là ở thái cổ ma giới ma long sa ngã cũng không thể cùng ma tộc tồn tại nhân gian đã bao giờ chứng kiến ma ý mạnh mẽ như thế này tôi có chút lo lắng việc ngạo long dùng thân thể của ma long sa ngã tới quy hư liệu có gây ra đại loạn gì không đúng lúc này nguyên phượng tổ sư hi hòa và thủy kỳ lân yến tháp nắm tay cùng bay lên không trung a à, lê cũng muốn bay tới bị tôi giữ lại hi hòa trong không trung hóa thành phượng hoàng thất thải liệt viêm yến tháp cũng hóa thành thủy kỳ lân, sau đó kỳ lân và phượng hoàng lần lượt tiến vào vòng xoáy ma ý do ngạo phong tạo ra. Vòng xoáy ma ý sau khi nuốt chừng hai đại thần thú, tốc độ xoay chuyển ngày càng chậm hơn, như thể đang phải gánh chịu áp lực nặng nề. Cuối cùng, vòng xoáy vỡ tan, một tiếng rồng ngâm phá vỡ màn xương đen, dần dần hiện hình. Ngạo long dưới hóa thân ma long xa ngã thân dài hơn ngàn trượt, mây đen tựa mực trôi, khuẩy động cả bầu trời quy khư. Ma ý vẫn đang tiêu tán, lại chậm rãi lắng xuống nếu như nó tiến vào lãnh thổ quy hư, chắc chắn sẽ ảnh hưởng vạn tộc hồng hoang đang sinh sống ở nơi này. Ta biết giáo lý hữu giáo vô loài của ma đạo, nhưng ngạo phong đã xa ngã nhập ma rồi, lẽ nào ma đạo vẫn đón nhận hắn quay lại quy khư sao? Thiên sư trương đạo lăng chất vấn, trương thiên sư, mặc dù ngạo phong đã đọa lạc thành ma, nhưng trái tim hắn vẫn thuộc về ma đạo. Hắn muốn đi ma đạo sẽ không giữ, hắn muốn tới cánh cửa ma đạo sẽ không bao giờ đóng lại. Tôi nói, đây là chuyện riêng của ma đạo, ta vốn không nên nói nhiều, chỉ là nhìn thấy ma ý ngút trời như vậy, sợ rằng một khi ma long kéo đến sẽ gây tổn thương cho người vô tội. Trương Thiên Sư nói, không sao, ma đạo tự sẽ có cách đối phó, phong chủ ở đâu, hãy dùng cửu thiên thần phong sẽ quét sạch tầng mây. Tôi hạ lệnh cho phong chủ, tuân mệnh, phong chủ lĩnh mệnh, lập tức dùng sức mạnh thần thông tối thượng để triệu hoán bạo phong lãnh địa, tập hợp sức mạnh của bốn loại pháp phong đến từ Đông, Tây, Nam, Bắc, lại thổi ngược lên bầu trời ma ý vốn đang lắng xuống liền bị thần phong cuồn cuộn thổi bay một lần nữa quay lại hư không cùng lúc đó phượng hoàng thất thải liệt viêm do hy hòa hóa thành từ trên không trung đã giáng xuống một biển lửa rừng rực thiêu cháy ma y thành cho bụi thủy kỳ lân liên tục gầm lên dùng sức mạnh bảo vệ đại địa để chấn áp ma ý đang điên cuồng dâng trào trong cơ thể ngạo phong đồng thời đồng hành bên cạnh ngạo phong khi cậu du tẩu trên khắp bầu trời sau khi ngạo phong rơi vào vực sâu ma trướng vốn dĩ sợi dây liên kết linh hồn của cậu với hai đại thần thú còn lại đã bị cắt đứt. lúc này ma ý tiêu tán, thần hồn của cậu cuối cùng cũng được hai đại thần thú đánh thức. ma ý ngày càng vơi đi rồi cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tán. sau tiếng rồng ngâm cuối cùng, ngạo phong hóa thành một chàng trai mặc hắc y, cùng với hi hòa yến tháp bước xuống tầng mây. ngạo phong bái kiến ma đạo tổ sư. ngạo phong hoan nghênh cậu trở về. quy khư vĩnh viễn là nhà của cậu. sau khi hành lễ với tôi, ngạo phong bước về phía a lê ánh mắt hai người vừa chạm nhau, dường như thế gian chỉ còn lại hai người họ. A mở to đôi mắt xinh đẹp ngăn không cho nước mắt trào ra, thế nhưng những giọt lệ này chứa đựng biết bao tương tư tình cảm, hoàn toàn không thể kiềm nén được. Cắn môi nhẫn nhịn được một lát, cô vẫn không thể nào ngăn được nước mắt trào ra, khóc không thành tiếng. Lần đầu tiên tôi gặp A cô vẫn còn là một cô bé không biết gì cả. Tôi đã chứng kiến cô ấy từ một thiếu nữ non nớt trở thành nguyệt thần tuyệt mỹ thánh khiết. Từ lúc mầm tình chớm nở tới lúc dễ tình đâm sâu, Ngạo Phong từ đầu đến cuối vẫn luôn bên cô, dù tình yêu có cách trở núi sông thì núi sông cũng có thể bị lay động. Sống chết cùng nhau, không rời không bỏ. A à Lê thật may mắn, cô không hề yêu sai người. Lúc Ngạo Phong hy sinh trên núi không tang, ánh trăng ở Quy Khư nhuốm một màu bi thương nặng nề. Nguyệt Thần bệ hạ, chiến sĩ của người trở về rồi. Sau này ta lại có thể có nàng ngao du trên trời. A à Lê lau nước mắt, lai vươn ta lau đi lau giọt lệ đang rơi trên mặt ngạo phong đàn ông đàn an sao còn khóc dữ hơn cả ta vì ta yêu người nghe Ngạo phong nói ra lời yêu thương a lê không kiềm chế nổi nữa bèn ôm chặt lấy ngạo phong phía sau hai người yến tác lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay non mềm của nguyên phong tổ sư e ngại thân phận của mình hi hòa nào ngờ yến tháp lại to gan như thế thoát ra được một lúc yến tháp lại càng nắm chặt hơn cuối cùng cũng chỉ đành nhếch môi cười để mặc cho hắn nắm lấy Ngạo Phong và A Lê gặp mặt không biết đã khiến trái tim của bao nhiêu người xúc động. Đây chính là sự hữu tình của ma đạo, cũng là sự hữu tình của chúng sinh trong nhân gian. Chương 1287, Trái tim của Tuyết Dương 2 Cả ngày hôm sau, hai đạo nhân, tiên đều ở cung điện vô minh cùng ma đạo thảo luận làm sao để đối phó với ba vùng đất tai hỏa và đại quân thiên khiển của tứ linh thần thú. Mối đe dọa của ba vùng đất tai hỏa vẫn chỉ là thứ yếu, Nguy cơ lớn nhất chủ yếu tới từ Đại quân Thiên Khiển của tứ linh thần thú. Ngạo Phong quay lại quy khư giúp Ma đạo lại có thể ngăn được một đại họa sát thân. Tam đại hỗn độn thần thú hợp sức có thể chống lại Bạch Hổ thần thú. Tôi sẽ đối phó với Chu Tước, Côn sẽ đối phó với Huyền Vũ, và Châu Thiên Tinh đầu đại trận sẽ vây khốn Thanh Long. Nhân đạo và nhân tộc liên thủ đối phó với loạn tượng tầng tầng lớp lớp xảy ra ở nhân gian, lại có thể chi viện cho các xa trường bất kỳ lúc nào. Nữ đế không thể tùy tiện hành động bởi vì một khi trận chiến với thiên đạo diễn ra, lục đạo luân hồi trận nhất định sẽ phải gánh chịu áp lực chưa từng có. Mặc dù chiến lược được bố trí như vậy, thế nhưng tình hình chiến đấu cụ thể còn phục thuộc vào đại quân thiên khiển của tứ linh thần thú có bao nhiêu binh lực tham chiến. Hơn nữa, trong kế hoạch chiến đấu với tứ linh thần thú, ngoại trừ khả năng chế ngự huyền vũ của côn, chúng tôi không có nhiều cơ hội chiến thắng. Điều duy nhất chắc chắn là trận chiến này sẽ có rất nhiều người hy sinh, cũng không một ai có thể dự tính được con số thương vong là bao nhiêu. Mỗi chúng tôi đều có số mệnh của mình, bất kỳ lúc nào cũng có thể phải táng thân nơi chiến trường. Những gì chúng tôi có thể làm là dẫm lên xác đồng đội, không ngừng bỏ cuộc cho tới giây phút cuối cùng. Trời diệt chúng sinh thì dễ, chúng sinh muốn diệt trời khó vô vàn. Trận chiến với trời này không chỉ cần liên hiệp sức mạnh của chúng sinh, đồng thời còn phải xem bản thân có đủ can đảm và quyết tâm để đối nghịch với ông trời hay không. Chỉ có quyết tâm và cùng nhau hợp tác thì tam giới mới có thể tập hợp thành lực lượng hùng mạnh không thể lật đổ. Như người ta vẫn nói, chỉ có hướng về lòng dân mới có thể khiến thiên đạo nhượng bộ. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, đêm đến, nhân đạo tiên đạo lần lượt trở về, nhưng côn lại không rời đi mà lặn xuống biển Bắc Minh. Biển Bắc Minh thông thẳng tới Minh Hải ở MT, côn có thể tự do ra vào nơi này. Liễu Chi Nhung vẫn luôn ở trong vực sâu Bắc Minh Hải nhân cơ hội đã tới thăm hỏi côn, xin thỉnh giáo về phương pháp thu hành. Liễu Chi Nhung từng là thánh nữ của hồng hoang tộc tương liễu ở Quy Khư, Quy Khư lại do Huyền Quan của Côn hóa thành, mối quan hệ của cô ấy với Côn so với chúng tôi càng gần gũi hơn. Từ đạo lý này mà nói, Liễu Chi Nhung và Côn mới là người cùng một thế giới, chỉ có điều bối phận của bọn họ lại cách nhau không biết bao nhiêu năm. Thần Điện Quy Khư, phòng của Khương Tuyết Dương. Ban ngày tôi chỉ lo thảo luận mấy chuyện quan trọng với chúng thần mà không hề nhắc đến chuyện riêng của mình nửa câu. Mãi cho đến khi Tiến Tiên Đạo Tổ sư Đắc Kiều Công chúa rời đi tôi mới thông báo cho cô ấy chuyện Nguyên Duệ đã sinh con. Bây giờ mọi chuyện đã ổn định, tôi đến phòng Khương Tuyết Dương để giải thích cho cô về trận chiến thần ma diễn ra tại vũ trụ hư không. Kể xong chiến sự khiến người ta nặng chịu trong lòng, Tuyết Dương lại hỏi về các con của tôi. Con gái tên Tạ Mạt, con trai tên Tạ Lăng. Tạ Mạt Lăng, ừm, tôi gật đầu, trên mặt Tuyết Dương tràn đầy ngưỡng mộ, lại hỏi là ai đặt tên vậy? Kiêm Hà đặt tên cho con gái, Thùy Họa đặt tên cho con trai. Kỳ diệu nhất là hai người bọn họ vốn không hề ở cạnh nhau, thế nhưng lại có thể có cùng một ý nghĩ. Ha ha, tạ lan, tôi thật sự mừng cho cậu, cả đời đạo tổ quá vất vả, ban đầu tôi thật sự lo lắng câu lại một lần nữa dẫm vào vết xe đổ của ông ấy. Ta vĩnh viễn không thể trở thành ông ấy được, đạo tổ là vị anh hùng đỉnh thiên lập địa, mà ta thì chỉ muốn trở thành anh hùng trong lòng người thân yêu. Ừm, trong lòng tôi cậu so với ông ấy còn anh hùng hơn. Tuyết Dương không chút suy nghĩ, nói, ham, nhận ra bản thân đã lỡ lời, lại bị ánh mắt của tôi ép hỏi, tuyết dương đỏ mặt quay đi. Nhưng tôi không muốn như trước đây đồng ý để cô ấy một mình lạnh lùng, trực tiếp bước tới ôm chặt lấy eo thon của tuyết dương từ phía sau. Tuyết dương, năm xưa Thùy Hỏa đã đồng ý với tôi một chuyện, thế nhưng vẫn mãi chưa thực hiện được. Trận chiến với thiên đạo sinh tử nào ai hay, tôi không muốn để lại chút nuối tiếc nào trên cõi đời này. Thùy Hỏa đã đồng ý với chàng điều gì, tôi khẽ thầm thì bên tai khiến cô xấu hổ, mặt đỏ như máu. Tạ Lan, ta nghĩ chúng ta như bây giờ rất tốt chàng biết không khoảng thời gian quý giá nhất với ta là những ngày chàng cùng ta học đạo ở núi trung nam ta chưa từng nghĩ rằng thực sự sẽ có một ngày giữa ta và chàng sẽ xảy ra điều gì với ta mà nói chỉ cần tám từ này thôi là gì quân nếu bình an trời sẽ trong xanh vậy nếu ta không bình an thì sao tôi cười hỏi tôi cũng chỉ thuận miệng mà nói thật không ngờ tuyết dương lại lệ tuôn như mưa nàng ôm chặt tôi trách tôi không nêu nói nhảm có lẽ lúc ấy tôi đã có dự cảm như vậy nên nói ra lời này mà không chút do dự, ai ngờ lời này lại xuyên thẳng tấm khiên phòng ngự của Tuyết Dương. Người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có một mặt yếu đuối. Trong vòng tay tôi, Tuyết Dương khóc tới chẳng biết phải làm sao. Chương 1288, Thiên đạo triệu hồi 1. Nguy hiểm càng bao trùm lấy nhân gian thì nơi đó càng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Tạ Lan, anh nghĩ gì về vận mệnh? Tuyết Dương đột nhiên cất giọng hỏi tôi. Tuyết Dương, ý của em là sao? Tôi hỏi cô ấy, anh là đứa con của vận mệnh, trên đời này không ai hiểu rõ bản chất của vận mệnh hơn anh hết. Gần đây, em cứ hay suy nghĩ về bản chất của vận mệnh, bởi vì em đã tận mắt chứng kiến quá nhiều tai ương, chết chóc và sinh ly tử biệt, trong lòng em bỗng trở nên mâu thuẫn lạ thường. Tất nhiên, thiên đạo muốn giết diệt thế, thì chắc chắc hắn ta là kẻ thù của chúng sinh rồi. Nhưng không phải chỉ có mỗi mình thiên đạo âm thầm gieo rắc nỗi sợ hãi cho chúng sinh, nhiều khi bi thương tuyệt vọng của chúng sinh cũng do một tay vận mệnh tạo thành thật ra tôi đã sớm nghĩ tới những gì tuyết dương nói nhưng bây giờ tôi chỉ có thể khẳng định một điều vận mệnh là một con dao hai lưỡi vận mệnh đối nghịch với thiên đạo ban phát nhiều lợi ích cho chúng sinh tuy nhiên nó cũng tước đi hết cơ hội chọn lựa của chúng sinh điều này thật sự gây hại cho chúng sinh cái chết của lưu phong thiên tôn là chứng minh rõ ràng nhất cho điều này dưới tình hình cấp bách khi ấy của ma đạo thì ma đạo chỉ còn hai đường để đi một là bỏ mặc tướng phá quân tương lai tử trận ở đàm cửu long hai là phái ra một thiên tôn tới cứu nguy. Vì vậy, vận mệnh đã âm thầm nhúng tay đảo lộn huyền cơ, đẩy Lưu Phong thiên tôn vào chỗ chết. Mỗi người đều có khát vọng sống, lý do Lưu Phong thiên tôn sẵn sàng hy sinh vì ma đạo là vì cô ấy xem đó quyết định của chính mình. Ván cờ quan chấn hồn, nhìn bên ngoài thì tưởng là thiên đạo đang đấu tay đôi với ma đạo tổ sư. Nhưng thật ra, chúng sinh không đủ tư cách tranh giành với thiên đạo, người có tư cách đứng ngang hàng với thiên đạo, chỉ có một người duy nhất, chính là vận mệnh. Kể từ cuộc chiến phong thần nổ ra cách đây 3.000 năm trước, vận mệnh và thiên đạo đã bày ra thế cờ tranh đấu này, rồi đẩy toàn bộ chúng sinh làm con cờ của hai người, mặc sức để họ thao túng. Tại sao thời gian côn xuất thế lại trùng hợp đến vậy, thực chất đây là con bài của vận mệnh. Khi đó tôi đang tiến hành nghi thức phong thần cho Thủy Họa, lúc tôi nghĩ mình sẽ bị cơn thịnh nộ của thiên đạo nuốt chừng, thì côn ở Đông Hải lại bất ngờ xuất thế. Thiên đạo liên tục giở chiêu trò chặn đường sống của ma đạo, thì vận mệnh lại tương kế tự kế âm thầm giải quyết hết mọi hiểm nguy. Còn chuyện mấy cách giải quyết kia sẽ liên lụy tới mạng sống của bao nhiêu người, thì không phải là điều vận mệnh quan tâm tới. Đó là nguyên nhân gây ra cái chết của Lưu Phong Thiên Tôn và sự hy sinh của thất thái thần quang khổng nguyên. Khi cuộc chiến hai đạo nhân tiên nổ ra, cứ ngỡ thiên đạo chiếm thế đã thượng phong, nhưng khi bông tuyết nhuộm đỏ côn lôn, cùng cái chết bi thảm của Tây Thiên lôi vực đấu mẫu nguyên quân, đã giúp hai phe nhìn thấu bộ mặt thật của thiên đạo thiên đạo có thể dùng hàng ngàn cách dụ dỗ uy hiếp để lôi kéo chúng sinh tuân theo ý mình nhưng vận mệnh lại có thể lợi dụng sự sống và cái chết để ngăn cản âm mưu của thiên đạo năm đó khi châu khất quyết định phát binh công phá quy khư đông hải oai phong lẫm liệt đến nhường nào tuy nhiên cái chết của ngũ đại quỷ đế kèm theo việc địa tàng vương đột nhiên tỉnh mộ, đã ngay lập tức giáng đòn mạnh vào sĩ khí của quân mt cho đến ngày hôm nay phía mt đã không còn đủ sức gây ra sóng gió gì nữa Cung Hoa Hoàng khó khăn lắm mới giành lại vị thế như ngày xưa, nhưng thất bại thảm hại của đế giang ở trận chiến quy khư, kèm theo phục hy đại đế đã trở về với các bụi trên vực trả hồn, kể từ đó nữ Hoa cũng chán nản lui về ở ẩn. Vận mệnh không cần nhúng tay làm quá nhiều việc, nó chỉ cần ngay thời khắc mấu chốt, chấp thời cơ sử dụng sức mạnh của vận mệnh để đảo ngược sự sống và chết, là có thể giải quyết hết mọi cảm bẫy của thiên đạo. Còn hậu quả sau trận chiến, ai chết, bao nhiêu người bị giết hoặc bị thương, thì vận mệnh không bao giờ quan tâm. Tất cả chúng sinh đều sống dưới ách thống trị của Thiên đạo, còn bị vận mệnh âm thầm điều khiển. Nếu có thể, anh hy vọng chúng sinh trên đời có thể tự mình nắm giữ vận mệnh. Tôi nói với Tuyết Dương, anh là đứa con của vận mệnh, mà còn nói ra mấy lời này, bộ anh không sợ vận mệnh trách mắng sao? Tuyết Dương nói, chương 1289, Thiên đạo triệu hồi 2. Vận mệnh cần mượn tay của anh để đánh bại Thiên đạo, trước khi Thiên đạo bị tiêu diệt thì nó sẽ không đụng tay đụng chân vào anh đâu. Anh nghĩ cuối cùng là thiên đạo hay vận mệnh sẽ thắng ván cờ này. Thật ra kết quả mà anh muốn thấy nhất là hai bên lưỡng bại câu thương, khi ấy chúng sinh sẽ không còn bị thiên đạo thao túng, cũng không bị vận mệnh chi phối, có thể thoải mái sống theo ý mình, tự do tự tại. Vậy thì khó lắm, cái khó nhất trong đời chính là sống theo ý mình, thế nên người mà em ngưỡng mộ nhất chính là Thùy Họa. Tuyết Sương trầm tư hồi lâu rồi nói, đúng vậy, Thùy Họa không bao giờ đầu hàng trước những bi kịch mà vận mệnh sắp đặt sẵn cho cô ấy. Tuyết Sương ngồi im trên ghế, im lặng cúi đầu, cô ấy bỗng rơi vào trầm tư. Thùy Họa không bao giờ chịu khuất phục trước vận mệnh của bản thân, năm đó, người mà cô lựa chọn chính là ma đạo tổ sư, đây là con đường vận mệnh sắp đặt sẵn cho cô ấy. Tuy nhiên, sau đó cô ấy phát hiện ra tôi không phải là kiếp sau của ma đạo tổ sư, liền kiên quyết cùng tôi thể non hẹn biển, đó là cách cô ấy phản kháng lại vận mệnh nghiệt ngã. Sau này, cô ấy trở thành tử thần của minh giới, cô ấy thoát khỏi bàn tay thao túng của vận mệnh bằng cách chịu đựng 9 lần niết bàn, tôi luyện cơ thể. Ngay khi cô ấy ngưng kết được cơ thể khôi cương, trở thành tử thần thái sơ, vận mệnh đã không còn quyền kiểm soát cuộc đời của cô ấy nữa, từ đó cô ấy cũng đã thành công nắm trọn vận mệnh của mình trong tay. Ngay cả tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ Thùy Hỏa, tôi thân làm đứa con của vận mệnh, có được hàng tá cơ duyên quý báu cùng và sức mạnh vượt trội của vận mệnh, nhưng đổi lại cả đời tôi sẽ bị vận mệnh giam giữ mãi mãi không thể thoát ra được, cũng mãi mãi không có được tự do. Trừ khi tôi chết đi, thì tất cả mới kết thúc. Khiển quân tứ linh thần thú vẫn chưa có động thái bất thường nào, nhưng trong khoảng thời gian này, bên phía MT lại xảy ra chuyện lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của tam giới. MT, thần điện của bác M Đại Đế. Bác M Đại Đế Châu khất từ từ bước ra khỏi thần điện, ông ta ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời. Mới đêm nay, ý chí của thần thú huyền vũ đã hạ giá thăm bắc cực, Châu Khất cảm nhận được lời mời gọi của thiên đạo. Châu Khất sớm đã nhìn thấu quyết tâm hủy diệt thế gian của thiên đạo, nhưng nếu không có thiên đạo, ông ta sẽ không bao giờ có cơ hội bước lên ngôi vị bác M đại đế. Thần thú huyền vũ đã đến bắc cực, cần quân đội MT của Châu Khất chi viện, đồng thời còn hứa ban cho ông ta một phần thưởng mà ông ta khó lòng từ chối được, đó là sự bất tử. Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ, nếu khiển quân của phe thần thú Huyền Vũ nhận được viện trợ của quân đội MT ở phương Bắc, hai bên trong ứng ngoại hợp, thì bọn chúng sẽ nhanh chóng thâu tóm biên giới phía bắc về tay mình thậm chí còn có thể chấp thời cơ phá vỡ trận pháp lục đạo luân hồi của nữ đế và nếu châu khất lật lọng thì khiển quân của thần thú huyền vũ sẽ rơi vào thế bất lợi bởi vì côn đang chấn giữ ở phương bắc nữ đế cũng luôn túc trực ở phương bắc giờ cộng thêm quân đội mt bên cạnh hỗ trợ thì dù thần thú huyền vũ có ba đầu sáu tay cũng khó lòng đối đầu với nhiều kẻ thù như vậy đêm hôm đó châu khất đi tuần tra mt hết một lượt ông ấy đi từ núi đào chỉ đến núi La Phù. Từ quỷ môn quan đến tận sông Vong Xuyên, cuối cùng, Châu Khất đã đặt chân đến vùng đất lạnh lẽo cửu U. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Châu Khất muốn gặp nữ đế một lần. Thần điện U Minh tối tăm lạnh lẽo, cánh cửa vào điện đóng chặt kín. Châu Khất đứng trước cửa hồi lâu, cảm xúc trong lòng lẫn lộn. Ông ta biết nữ đế đang ở bên trong, cũng biết nữ đế sớm đã phát hiện ông ta đã đến đây. Nữ đế không muốn trả lời ông ta, ông ta cũng không có định gõ cửa đi vào. Thật ra trong lòng Châu Khất sớm đã có quyết định, trời muốn diệt chúng sinh, chúng sinh phải diệt trời mới có cơ hội sống, và thiên đạo nhất định sẽ không thua. chương 1290, đối xử với nữ đế một Tôi chém Châu Khất một nhát, ánh kiếm côn lôn tuyết lóe sáng lên, phát ra âm thanh chói tai. Tôi đã dốc hết toàn lực vào nhát chém này, bởi vì tôi biết trận chiến này càng kéo dài, càng gia tăng thiệt hại cho phía MT. Binh quyền MT vẫn nằm trong tay Châu Khất, nên âm binh quỷ tướng đang ồ ạt à kéo về đây viện trợ cho ông ta. Khoảnh khắc thanh kiếm vừa được rút ra, huyền quan dung chuyển dữ dội, cờ chiêu hồn phát những tiếng động kỳ lạ. Mặc dù tôi đã dốc hết toàn lực, nhưng tôi cũng vô cùng cẩn thận, bởi vì vùng đất cửu U không có không gian rộng lớn mênh mông như vũ trụ, nếu sử dụng kiếm ý quá mạnh, thần điện cửu U cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy uy lực của kiếm đã bị hạn chế rất nhiều, nhưng sát khí cũng không hề suy yếu. Sự lợi hại của thanh kiếm nằm ở chỗ nó không bị giới hạn, nhưng thanh kiếm cũng có một mặt tinh tế riêng của nó. Cánh hoa phượng bay bay như giấc mơ đẹp, mưa phùn rơi rơi tựa như nỗi niềm trong lòng ta. Tối nay, tôi đã rút kiếm ở vùng đất cửu u, côn lôn tuyết xuyên qua bầu trời đêm, liên kết với những sợi chỉ đỏ thấm, hương thơm ngào ngạt thoang thoảng nơi cánh mũi. Lúc ở hư không, tôi từng dùng một nhát kiếm xuyên thủng tầng thứ 33 của trời, đánh sập huyền quan của đế thích thiên. Sức mạnh của Châu Khất vốn kém xa đế thích thiên lẽ ra ông ta sẽ không đủ sức chặn nhát kiếm của tôi mới phải. Tuy nhiên, khi côn lôn tuyết chém xuống, cơ thể của Châu khất bất thình lình phát ra luồng ánh sáng màu đen huyền bí. Sau đó ánh sáng đen ấy tụ lại thành một một tấm khiên bảo vệ cơ thể, bên trong nó còn ẩn chứa vô vàn ký tự kỳ lạ. Côn lôn tuyết vốn rất sắc bén, nhưng lại không thể xuyên thủng lớp lá chắn bảo vệ cơ thể của Châu khất. Nếu tử thần có thân thể bất tử, thì ta cũng có tấm khiên minh vương bất hủ. Tạ Lan, bây giờ người định giết ta bằng cách gì đây hả? Châu khất cười lớn chế giễu tôi. Tôi quay lại nhìn nữ đế, sắc mặt cô ấy cũng có vẻ bối rối, hai chúng tôi đều không biết nguồn gốc xuất xứ của cái khiến Minh Vương bất hủ là từ đâu đến. Sau đó, tôi liên tục ra sức chém mấy nhát, nhưng trên cái khiên cứng cáp kia vẫn không hề hấn gì hết. Thấy tôi không thể làm gì được ông ta, Châu Khất bắt đầu hiệu lệnh cho quân MT tiến lên giết chết nữ đế. Bây giờ, tôi chỉ còn nước xoay người đứng chắn trước mặt nữ đế, che chở cho cô ấy. Nữ đế không nỡ ra tay tấn công quân lính MT, ngay từ đầu chỉ có tạ Lan tôi thay cô ấy chống đỡ quân địch mà thôi. Giết người là nguồn gốc của tội lỗi, tội ác mà tôi phạm phải, sớm đã không thể gột rửa, tôi cũng sớm không quan tâm mình còn phải giết thêm bao nhiêu người nữa. Những người tấn công chúng tôi đầu tiên là hai tên quỷ đế mới, thực lực của họ đã đột phá lên cảnh giới đạo tổ. Nếu như là trước kia, thì cảnh giới thiên tôn là cảnh giới không ai có thể chạm tới, nhưng bây giờ ngay cả đối thủ đỉnh cấp như tên đế thích thiên gian xảo kia cũng đã bị tôi dùng một kiếm chém chết, thì cảnh giới đạo tổ chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi. Ma kiếm mạnh mẽ đã chém thẳng xuống, thì không ai đủ sức đỡ đòn. Hai tên quỷ đế xông lên phía trước, tôi thẳng tay dùng kiếm ý ma kiếm xử gọn hai kẻ đó. Hai tiếng hét thất thanh vang lên, hai tên quỷ đế vừa xuất hiện đã bị tôi thổi bay ra xa. Quỷ đế MT không phải là thái cổ tiên dân, trong lòng tôi vẫn còn chút tình cảm với bọn họ, dù tôi có thể thẳng tay giết chết bọn họ nhưng nếu như bọn họ có thể thay đổi suy nghĩ quay đầu là bờ thì tôi vẫn sẵn lòng cho bọn họ một cơ hội làm lại từ đầu đáng tiếc dù đã bị trọng thương nhưng hai tên quỷ đế vẫn nhất quyết không chịu rút lui họ nghiến răng cắm đầu lao tới lần này tôi không còn nương tay nữa dứt khoát dùng kiếm khí chém nát âm thể của bọn họ thế nhưng ngay sau đó bỗng xảy ra một chuyện vô cùng kỳ lạ tôi nhìn thấy thần hồn của hai quỷ đế xoay một vòng trên không trung bay thẳng về phía châu khất ngay khi chạm vào tấm khiên minh vương bất hủ của châu khất chúng ngay lập tức bị tấm khiên kỳ lạ kia hấp thụ biến thành hai ký tự bí ẩn nào đó rồi khắc sâu trên tấm khiên cái chết không hề đáng sợ các ngươi đã bằng lòng hy sinh vì thiên đạo thì thần hồn sẽ tái sinh tiên quốc của thiên đạo châu khất hét lên ánh sáng màu đen của tấm khiến minh vương bất hủ chiếu rọi bao trùm khắp nơi sau đó vô số âm binh quỷ tướng đều hừng hực khí thế, xông lên tấn công tôi. Tôi không biết Châu Khất đã dùng thứ bùa mê thuốc lú gì để kích động bọn chúng, nhưng những kẻ xông lên đòi giết tôi đều là mấy con quỷ dữ điên cuồng hung tợn, chúng không hề bị nỗi sợ làm lùi bước, cũng không hề có chút lý trí suy nghĩ trước sau. Chương 1291, đối xử với nữ đế khai. Mỗi khi tôi giết ai đó, chỉ cần thần hồn không bị tiêu diệt, nó sẽ bị tấm khiên minh vương bất hủ của Châu Khất hấp thụ, biến thành một ấn ký thần bí nào đó. Rồi cứ thế, từ quỷ đế phía Tây, đến quỷ đế phía Nam, đến thành chủ phong đô, đến tổng binh hoàng tuyền đều đồng loạt bỏ mạng trong trận chiến thảm khốc này. Trong số những người đã nằm xuống tại đây, còn có cả các quỷ tướng quân dưới chướng nữ đế khi cô ấy còn tại vị, một số được châu khất thăng chức sau đó, nhưng bây giờ họ đều chọn hy sinh vì tên hèn hạ châu khất này. Không biết lúc đó có bao nhiêu âm binh quỷ tướng đáng thương đã chết dưới lưới kiếm của tôi, hàng trăm ngàn xác chết nằm la liệt trước thềm điện U Minh, nhưng dù tôi có tàn sát chúng như thế nào, thì âm binh quỷ tướng vẫn cứ xông tới hết đội này đến đội khác giống như họ đang tranh giành quyền được chết trước hay sau vậy cứ như thể bọn họ đã nhận được lời mời gọi đầy mê hoặc của tử thần nóng lòng muốn kết thúc tất cả để sớm được yên nghỉ dưới suối vàng thần hồn của những người chết trong trận chiến lần lượt thoát ra khỏi cơ thể nhưng bọn họ không hề la hét đau đớn mà đang ngân nga trong niềm vui sướng dường như chỉ cần thần hồn của họ được tấm khiên minh vương bất hủ kỳ lạ kia hấp thụ thì họ sẽ mãi mãi được sống trong vùng đất tiên cảnh mãi mãi được tự do khi ngày càng nhiều thần hồn được khắc trên tấm khiên minh vương bất hủ ánh sáng màu đen của tấm khiên ngày càng mãnh liệt hơn tôi vô cùng hối hận nếu như khi nãy tôi còn có cơ hội phá vỡ tấm khiên chắn chắn kia thì bây giờ chút cơ hội mong manh cũng không còn nữa ánh sáng màu đen này có khả năng làm rối loạn lòng người ngay cả quỷ đế cũng không thể kháng cự được nó nên họ mới xông lên tìm cái chết như vậy màn tàn sát đẫm máu thảm khốc vẫn cứ tiếp tục diễn ra Tôi không nhớ mình đã giết chết bao nhiêu người nữa. Dù thần niệm có lợi hại đến đâu cũng sẽ suy yếu theo thời gian, nhưng khi ngày càng nhiều thần hồn bị giết trong trận chiến, thì thần niệm của Châu Khất lại càng bộc phát mạnh mẽ hơn trước. Nữ đế bệ hạ, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Tôi vừa tàn sát quân lính, vừa âm thầm dùng thần niệm trò chuyện với nữ đế. Đây hoàn toàn không phải là tấm khiên bảo vệ cơ thể, nó là lớp vỏ ngoài do mai rùa của Huyền Vũ hóa thành đó. Nữ đế bất ngờ thốt lên, "Thần thú Huyền Vũ?" Thật ra là rùa thánh do Thiên Đạo hóa phép ra, lớp vỏ ngoài của nó chính là cái mai của rùa thánh. Chẳng trách kiếm của tôi không thể chém vỡ được nó, trên đời này không có thứ gì cứng cáp hơn mai rùa của thần thú Huyền Vũ. Không ngờ, cái tấm khiên bảo vệ này lại là mai rùa của thần thú Huyền Vũ biến thành. Mấy ký tự bí ẩn khó hiểu khác ở trên đó chính là hoa văn của mai rùa. Những thần hồn đã chết trong trận chiến này thật sự sẽ được tái sinh ở tiên quốc của Thiên Đạo sao? Tôi hỏi cái gọi là tái sinh chỉ là ảo tưởng hão huyền mà thôi nhưng tấm khiên này sẽ giúp sức mạnh chiến đấu của châu khất được tăng lên đáng kể tạ lan nhanh rời khỏi đây đi nếu còn trần trừ nữa cô sợ là cậu sẽ không còn mạng rời khỏi đây đâu nữ đế luôn đến cạnh âm thầm quan sát trận đấu sau khi phát hiện ra bí mật của tấm khiên vội vàng cảnh báo cho tôi tôi đi rồi thì cô biết tính sao tôi quay sang nữ đế hỏi ta chỉ có thể khởi động trận pháp lục đạo luân hồi mới đủ sức đối đầu trực diện với ông ta nhưng sợ là sau khi trận chiến kết thúc này tất cả chúng sinh trong tam giới đều sẽ bị ta liên lụy mà thôi nếu đã bị ép đến bước cùng nữ đế chỉ còn cách buộc phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của lục đạo luân hồi nhưng hậu quả gây ra vô cùng nghiêm trọng thậm chí còn khiến cho lục đạo sụp đổ gián đoạn vòng luân hồi sẽ không còn sự phân biệt giữa người và ma không còn nhận thức giữa thiện và ác nhân gian sẽ rơi vào kỷ nguyên đen tối hơn cả thời kỳ hỗn loạn khi xưa nữ đế bệ hạ hãy cứ để tôi làm việc này đi Tôi kiên quyết nói, tuyệt đối không được, sức mạnh vận mệnh của cậu sắp cạn kiệt, cậu tuyệt đối không được phép tiếp tục sử dụng nó nữa. Nữ đế lắc đầu từ chối, lẽ nào cô nhẫn tâm để bóng tối giáng xuống nhân gian, cho mắt nhìn chúng sinh rơi vào hố sâu hủy diệt sao? Vậy thì có khác gì thiên đạo diệt thế đâu, tôi gắt gỏng ngắt lời cô ấy. Nghe vậy, nữ đế chỉ đành im lặng, đồng ý với quyết định của tôi. Sau đó, tôi tiếp tục chém giết đám âm binh quỷ tướng đang điên cuồng kéo đến. Mãi cho đến khi bên cạnh châu khất không còn một binh lính nào nữa, lúc đó số âm binh quỷ tướng nộp mạng dưới kiếm của tôi đã lên đến trăm vạn người. Chương 1292, đối xử với nữ đế ba. Xương cốt chất chồng như núi cao, máu đỏ chảy thành sông. Còn mấy âm binh quỷ tướng may mắn sống sót, đã bị địa tàng thiên tôn, mạnh bà thiên tôn chặn đứng ở bên ngoài vùng đất cửu u, không cho phép bọn chúng được đặt chân vào đây dù chỉ là nửa bước. Thập điện Diêm Quân và Tứ Đại Phán Quan cũng được huy động đến hỗ trợ cho hai vị thiên tôn ngăn chặn quân đội MT. Nếu không, Châu Khất chỉ cần dùng một bùa chú, đã có thể tiến hết toàn bộ quân đội của MT sang thế giới bên kia ngay tại đây rồi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, mà đạo tổ sư, Châu Khất hít một hơi dài, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Nữ đế và tôi chỉ còn biết lặng lẽ nhìn nhau. Quả thực, hiện giờ Châu Khất đã có tư cách vinh váo dương dương tự đắc với chúng tôi rồi. Cái tấm khiên minh vương bất hủ này là một thánh vật, không ai đủ sức phá hủy nó nhờ tấm khiên này đã giúp châu khất giữ vững vị trí bất khả chiến bại tại mt vốn dĩ ta chỉ muốn dùng nạp quân đội mt vào mai rùa huyền vũ sau đó sẽ nhanh chóng rời đi mà thôi nhưng nay ta đã suy nghĩ lại rồi ta phải phá hủy trận pháp lục đạo luân hồi rồi mới có thể yên tâm rời đi được nói xong châu khất đi về cổng lớn của điện u minh khi ông ta đứng trước mặt nữ đế châu khất bực bội xua tay cảnh cáo nữ đế mau tránh đường cho ông ta đi đây đúng một sự sỉ nhục tột độ tôi không thể kìm nén được cơn tức giận bắt đầu sử dụng sức mạnh vận mệnh rồi ngưng tụ nó lên thanh kiếm côn lôn tuyết cảm nhận được sự thay đổi bất thường trong kiếm ý của tôi châu khất quay lưng lại cảnh cáo tôi mà đạo tổ sư lẽ nào ngươi đã quên lời nhắc nhở khi nãy của ta rồi hả ngươi nói gì cơ tôi nghiêm giọng hỏi ông ta trước khi ngươi sử dụng sức mạnh của vận mệnh thì hãy nhớ kỹ thiên đạo đang dùng thần niệm lặng lẽ quan sát nhà ngươi đó nói xong châu khất hất cảm cười ngạo nghễ tiếp tục đi về phía cổng lớn điện u minh đúng vậy tôi đã quên mất lời cảnh cáo này nếu như tôi có sức mạnh vận mệnh thì trên người châu khất cũng có thần niệm của thiên đạo chỉ cần thiên đạo nhúng tay can thiệp tôi chắc chắn sẽ không thể giết được châu khất nữ đế xoay người đứng chắn trước mặt ông ta đáy mắt hiện lên vẻ kiên cường bất khuất quyết không nhường bước nữ đế đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng hy sinh nhưng dù cô ấy có phải bỏ mạng tại đây cũng sẽ không trơ mắt đứng yên nhìn châu khất thuận lợi kế vị đâu nhưng làm sao tôi nỡ để cô ấy một mình lẻ loi chiến đấu với tên khốn châu khất kia, cho dù thiên đạo đang âm thầm quan sát mọi cử chỉ hành tung của tôi thì đã sao? Việc phá hủy trận pháp lục đạo luân hồi chắc chắn sẽ kéo theo tai họa hủy diệt cho nhân gian. Nghĩ đến đây, tôi không hề do dự, quyết định tiếp tục sử dụng sức mạnh của vận mệnh, mà lần này, tôi chọn bộc phát hết toàn bộ sức mạnh, ngừng tụ chúng vào thanh côn lôn tuyết. Bất luận sau này phải tự mình chiến đấu với thiên đạo, thì tôi cũng phải giết chết tên châu khất hèn hạ này ngay tại đây cuối cùng toàn bộ sức mạnh của vận mệnh được dồn hết vào côn lôn tuyết châu khất cảm nhận được sát khí bèn ngừng bước nhìn sang chỗ tôi mà đạo tổ sư ngươi thật sự muốn cược một ván sao châu khất nheo mắt hỏi có cược thì chưa chắc đã thua tôi nghiêm giọng đáp trả lại ông ta đáng tiếc có cực hay không thì kẻ thua cuộc vẫn sẽ là ngươi châu khất đắc ý chế nhạo tôi vậy thì thử rồi sẽ biết tôi cũng không chịu thua kém kiên quyết nói nói xong tôi liền rút kiếm ra chuẩn bị tấn công Tuy nhiên, ngay lúc đó, một luồng thần niệm cực kỳ đáng sợ bỗng dưng từ trên cao giáng xuống. Tên hèn mặt này mà cũng đáng để anh liều cả tính mạng sao hả? Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên từ phía xa xăm, tử thần đã giá lâm. Nhìn Thùy họa ngày càng trở nên xa cách, lòng tôi càng thấp thỏm không yên, dù tôi không rõ thân thể của khôi cương rốt cuộc có sức mạnh lợi hại đến đâu, nhưng tôi cảm nhận được, từ khoảnh khắc cô ấy giá lâm đến đây, mọi vật mọi việc đều bị ý muốn hủy diệt bao trùm dường như mọi thứ đã không còn gì đáng để lưu luyến khí thế giết chóc đã càn quét mọi hy vọng nhằm đưa thế gian trở về trạng thái âm dương hủy diệt từ thuở ban đầu bây giờ sắc mặt của châu khất đã tái mét ông ta hoảng sợ nhìn thùy họa rồi nhanh chóng hít thở sâu ép bản thân bình tĩnh lại từ thần cô đã ngừng tụ ra thân thể khôi cương đáng lẽ giờ này cô nên ở lại vùng đất âm dương tuyệt diệt tại sao lại đột nhiên xuất hiện trên nhân gian chứ hả châu khất run rẩy hỏi Ta cất công lặn lội đường xa đến đây, chính là vì tên hèn hạ nhà ngươi đó. Đến đây vì ta sao? Nghe nói tên khốn nhà ngươi đang sở hữu một tấm khiên minh vương bất hủ vô cùng cứng cáp, không một binh khí nào đủ sức phá hủy được nó. Ta muốn thử xem em mờ dương tuyệt diệt đao của ta, có thể xuyên thủng khiên minh vương bất hủ của ngươi hay không? Cô nên nhớ thần niệm của thiên đạo vẫn còn trên người ta. Châu khất nghiến răng nghiến lợi đe dọa thùy hỏa. Ha ha, thần niệm của thiên đạo đúng là đang bảo vệ cho ngươi, nhưng thần niệm của ta lại đang che chở cho anh ấy. Thùy họa chỉ thẳng vào tôi rồi kiêu ngạo nói, chương 1293, một đao chảm vụt một. Nhưng thần niệm của ta bảo vệ anh ấy, câu nói mạnh mẽ dứt khoát này đã khơi gợi vô vàn ký ức khắc sâu trong lòng tôi, trái tim bỗng chốc được sưởi ấm. Năm đó tại thành thanh khâu, Thùy họa vung một đao làm mái tóc bạc trắng, cô ấy đã nói, mái tóc em đã bạc trắng vì người thì người nên trân trọng em nhiều hơn mới phải. Giờ đây, chớp mắt đã trôi qua mấy chục năm, biết bao yêu thương hận thù sinh ly tử biệt tại nhân gian đã hoàn toàn thay đổi thời gian đã thay đổi rất nhiều người cũng thay đổi rất nhiều thứ điều duy nhất không hề thay đổi là tình cảm chân thành tấm lòng son sắt của thùy họa dành cho tôi vẫn mặn nồng y hệt như ngày đầu trên đời này không hề thiếu phụ nữ si tình nữ đế là một trong số đó tuy nhiên không có mấy ai tự nguyện vì tình yêu hy sinh nhiều đến mức này vì người dành nhiều tình cảm hơn ắt sẽ chịu nhiều tổn thương hơn và tình yêu không thể kéo dài mãi mãi được. Nhưng để tìm ra người có thể khiến tình cảm chân thành kéo dài mãi mãi, vượt qua trở ngại không gian lẫn thời gian, vượt qua sự chia cắt của vận mệnh nghiệt ngã, tôi e rằng chỉ có mình Thùy Hòa. Hoàng Hà Nương Nương, Tướng Phá Quân, Tử Thần Minh Giới, Tử Thần Thái Sơ. Trong suốt những năm qua, Thùy Hòa đã liên tục thay đổi rất nhiều thân phận, nhưng điều duy nhất không thay đổi, đó là cô ấy luôn khắc sâu vào trong tim mình chính là vợ tôi. Từ cơ thể âm linh dưới sông Hoàng Hà, đến liệt thể canh kim, cơ thể bất tử của tử thần, cuối cùng ngưng tụ ra cơ thể khôi cương. Dù Thùy Họa có thay ra đổi thịt không biết bao nhiêu lần, nhưng trái tim của cô ấy vẫn không hề thay đổi. Thiên địa giao trinh, em mờ dương lưỡng đoạn quyết, cho dù âm dương diệt thế, nhưng tấm chân tình son sắc này còn đáng giá hơn ngàn vàng. Tạ Lan, người trong thiên hạ đều nói cậu giành được vô số cơ duyên hiếm có, được vận mệnh đặc biệt yêu ái. Thật ra, dù cộng gộp tất cả những cơ duyên mà cậu có được, cũng không sánh bằng duyên gặp gỡ Thùy Họa, cô ấy chính là phúc phận lớn nhất trong đời cậu đó nữ đế âm thầm dùng thần niệm truyền lời đến tai tôi tôi biết chỉ là tôi đối xử với cô ấy không tốt nên đã phụ tấm chân tình của cô ấy cô ấy luôn là người bảo vệ tôi nhưng tôi lại không làm tròn trách nhiệm của người làm chồng chỉ biết đứng yên nhìn cô ấy đau khổ không cậu không hề khiến cô ấy thất vọng đâu vận mệnh ban cho cậu vô vàn cơ duyên nhưng thật ra để so sánh với chúng ta cậu vẫn còn quá yếu kém để đi được đến ngày nay cũng không dễ dàng gì, nên ta thấy rõ ý chí của cậu mạnh mẽ kiên định đến như thế nào. Cậu không cần cảm thấy xấu hổ, vì không ai có thể làm tốt hơn cậu đâu. Nữ đế nhẹ nhàng an ủi tôi, nhưng nhìn vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt nhưng lại vô cùng quan tâm lo lắng cho tôi của Thùy Họa, vẫn khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi cũng muốn trái tim mình chỉ dành chọn cho một người, mãi mãi nắm chặt tay nhau, chăn lòng đầu bạc. Nhưng bây giờ, chủ mẫu mà đạo lại chính là Nguyên Duệ, chứ không phải cô ấy thùy họa giúp thanh đao em dương diệt việt ra đây cũng là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy thanh đao này giống như thùy họa vũ khí mà thùy họa biến ra cũng thay đổi theo từng ngày từ thanh đao trần yêu đến hồn chi bi thương đến tử thần tài quyết lưỡi hái tử thần mỗi thanh đao mà thùy họa sử dụng đều mang theo sức mạnh giết chóc tàn ác kèm hủy diệt vô tận thể hiện sự khinh miệt xem thường cuộc sống lưỡi đao sắc bén giết chết hàng ngàn sinh mạng tổn hại đến thần hồn hôm nay đào mờ dương tuyệt diệt cuối cùng đã bước vào hình thái tối thượng tịch diệt đúng như những gì cô ấy từng nói vạn vật tồn tại đều chỉ là hư ảo thứ gọi là vĩnh cửu cuối cùng cũng sẽ bị hủy diệt vạn vật trên đời đa màu đa sắc chỉ là do con người đang tự lừa mình dối người mà thôi tôi đã nếm qua mùi vị của sự tuyệt vọng nhưng vẫn chưa hiểu được cảm giác của cái chết lạnh lẽo là như thế nào có lẽ tịch diệt không phải là một cái chết đơn giản như vẻ bề ngoài mà là một sự trống rỗng vĩnh viễn không bao giờ thay đổi nữa mọi thứ đều trở về với hư vô. Theo truyền thuyết kể rằng, có một nơi được gọi là vùng đất M Dương Tuyệt Diệt, là nơi mà tử thần Thái Sơ sinh sống. Vùng đất M Dương Tuyệt Diệt, nơi âm dương không bao giờ giao nhau, bởi vì cả hai bị ngăn cách bởi dòng sông Minh. Nước của sông Minh tượng trưng cho cái chết mãi mãi không được siêu sinh. Chỉ những ai từng nếm thử mùi vị của nước sông Minh mới hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Sau khi ngưng tụ cơ thể khôi cương, Thùy Họa mới có thể sinh sống kỳ lạ ở đó chương 1294, một đao chảm vụn hai. Bởi vậy, sau khi cô ấy xuất hiện, thoáng chốc đã kéo theo sự chết chóc ập đến vùng đất cửu U. Vùng đất cửu U vốn tối tăm lạnh lẽo, tử khí trầm trọng, nhưng Thùy Hỏa vừa đặt chân tới, đã khiến tử khí ở đây xuất hiện dấu hiệu bị tiêu diệt triệt đề. Giờ đây, Châu Khất đang phải đối mặt với một kẻ địch đáng gờm, tất nhiên ông ta biết được tử thần có mặt ở báo hiệu cái gì. Nhưng đồng thời, ông ta cũng biết Thùy Hỏa không thể ở lại đây quá lâu, vì tử thần ở lại đây càng lâu, sẽ càng gây hại cho em mật ti. Cái này là Thùy Hỏa vẫn chưa đến gần trận lục đạo luân hồi, lỡ như cô ấy bước chân vào trận pháp, tất cả chúng sinh trong tam giới và lục đạo đều sẽ bị khí tức tịch diệt của cô ấy tổn hại nặng nề. Cô ấy vốn dĩ chỉ là một oán linh sống dưới sông Hoàng Hà, nhưng bây giờ khi cô ấy đến nhân gian, mức độ ảnh hưởng của cô ấy có thể sánh ngang với sự hiện diện của thiên đạo. Tử thần Thái Sơ là người đủ sức sánh ngang với thiên đạo. Nghĩ đến đây, trong lòng Châu Khất đột nhiên nảy ra suy nghĩ táo bạo, nếu đã không thể chiến thắng được tử thần chỉ có thể trốn vào trận lục đạo luân hồi thôi nếu tử thần nhất quyết truy sát ông ta sẽ khiến vô số chúng sinh trong lục đạo sẽ chôn cùng ông ta tử thần vốn là tướng quân ma đạo nữ đế và tôi muốn bảo vệ tất cả chúng sinh trong lục đạo ông ta tin chắc tử thần sẽ không mạo hiểm nhảy vào trận lục đạo luân hồi chỉ để giết một kẻ hèn nhát như ông ta chỉ cần có thể thành công trốn vào trận lục đạo luân hồi ông ta có thể dùng thần niệm của mình liên lạc với thần thú huyền vũ mượn thần niệm mạnh mẽ của huyền vũ an toàn thoát khỏi nhân gian lúc này châu khất chỉ còn cách cánh cổng của thần điện u minh một khoảng ngắn vấn đề nan giải duy nhất bây giờ là liệu tấm khiên minh vương bất hủ trên người ông ta có đủ cứng cáp để chịu đòn hủy diệt của lưỡi đao em dương tuyệt diệt của tử thần trước khi ông ấy an toàn nhảy vào trận lục đạo luân hồi hay không và châu khất rất có lòng tin mình sẽ làm được mặc dù cái vỏ này chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mai rùa của thần thú huyền vũ nhưng nó cũng là tấm khiên chắn cứng cáp nhất thế gian hơn nữa, tấm khiến này còn hút vô số thần hồn của âm binh tướng sĩ MT, góp phần luyện hóa độ kiên cố của nó tăng thêm một bậc nữa. Châu Khất tự tin là mình nhất định có thể chặn được đòn đao hủy diệt của tử thần. Sau khi hạ quyết tâm, Châu Khất quay người lao về phía cổng thần điện, thân pháp của ông ta nhanh như một tia chớp. Nữ đế ngay lập tức xông lên ngăn cản ông ta, nhưng cô ấy lại không thể cản được bước chân ông ta, tấm khiên minh vương bất hủ không những có sức phòng ngự đáng gờm, còn mang theo ý chí hủy diệt vạn vật dám cả gan cản đường của thần thú Huyền Vũ. Thấy Châu Khất chuẩn bị xông vào thần điện, nhưng Thùy hỏa vẫn đứng yên tại chỗ, không thèm trước mắt lấy một cái. "Thùy Hòa, tôi vội vàng gọi tên cô ấy." "Không sao đâu, chỉ khi chúng ta cho ông ta thấy mình còn chút hy vọng mong manh, mới có thể khiến ông ta nếm trải mùi vị thống khổ tuyệt vọng." Cuối cùng, khi Châu Khất đẩy cửa thần điện ra, ánh sáng màu đen xung quanh của ông ta lóe lên, ông ta dùng hết sức lực phóng thích thần niệm của mình. Lòng thầm mong tấm khiên minh vương bất hủ có thể bảo vệ mạng sống của ông ta. Chỉ cần bước vào thần điện, ông ta có thể an toàn thoát chết rồi. Tuy nhiên, ngay giây phút Châu Khất tưởng chừng mình đã có thể đặt chân vào thần điện, thì thùy hỏa cuối cùng cũng ra tay. Thiên sung địa kích, mờ Dương tuyệt diệt, chảm, tử thần giáng một đao xuống, thần điện cửu u sụp đổ. Còn có cả tấm khiên minh vương bất hủ của Châu Khất, hay còn gọi là vỏ ngoài mai rùa của thần thú Huyền Vũ. Trước mặt tử thần thái sơ, không có cái gì được phép tự xưng mình là bất hủ. chương 1295, tình yêu sâu đậm không hối hận một. Khiên bất hủ minh vương, lớp vỏ bọc ngoài của thần thú huyền vũ, vật thiên được thiên đạo ban phước, lại được chu khất tế luyện cùng với hàng trăm vạn vong hồn. Kiên cố không thể phá hủy, không thể lay chuyển, sức mạnh phòng ngự mạnh mẽ vượt cả khiên chắn vĩnh sinh bất diệt của thần giới, hơn cả cơ thể của kim cang. Kiếm của tôi có thể chém phù vân, chia đôi địa mạch, thậm chí dễ dàng phá vỡ một hàng tinh, ấy vậy, khi đối mặt với khiên bất hủ minh vương của chu khất thì cũng chỉ có thể cầm kiếm thở dài mà thôi. thế nhưng một thánh vật thiêng liêng bất khả xâm phạm như vậy lại không thể chống lại được một nhát đao thôi ngôi của thủy hỏa. trời đất va chạm nhau âm dương tiêu vong trước mặt tử thần không có sự bất tử mọi sự tồn tại đều chỉ là ảo ảnh khiên bất hủ minh vương vỡ tan cơ thể thần ma của chu khất cũng vỡ vụn thần hồn của hắn ta nhanh chóng vụt lên không trung. chu khất nói đúng ý chí thần niệm thiên đạo vẫn luôn chiếu cố hắn thần hồn vừa bay lên không trung một bàn tay lớn từ trong hư không hướng về phía chu khất trước kia tay của thiên đạo xuất hiện chỉ để hủy diệt nghiền nát sao trổi do lưu phong thiên tôn biến hóa dễ dàng đánh tan một hàng tinh chết trong hư không tay của thiên đạo ngày hôm nay lại vì muốn bảo vệ thiên đạo muốn bảo vệ thần hồn của chu khất ha ha muốn chạy sao thùy hòa cười nhạo một đao chém về phía trước vốn tưởng rằng cô ấy định giết chu khất trước khi bàn tay của thiên đạo nắm được thần hồn của chu khất ai biết rằng hướng xuất đao của cô hoàn toàn không phải là chú khất mà là bàn tay của thiên đạo. Ở núi Côn Luân, tôi đã chứng kiến cuộc đấu tay đôi giữa Côn và thiên đạo. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, năng lượng của thiên đạo còn yếu, sức mạnh lại có hạn, thiên uy thực sự vẫn còn nằm trong hư không. Hôm nay, một đòn tấn công bằng đao này của Thùy Họa mới thực sự thách thức thiên uy. Trong mắt nữ đế cũng tràn đầy sự kinh hãi, lẩm bẩm nói cô ấy lấy đâu ra dũng khí. Tôi cũng không biết, tôi không biết gì nhiều về thái sơ tử thần, chỉ biết rằng cô ấy đã ngưng tụ ra cơ thể khôi cương giữa chiến trường thần ma. Thái sơ tử thần, thân thể khôi cương, giết chết cả thiện lẫn ác, ác thánh đều phải chết. Tạ Lan, chu khất chết chắc rồi, chẳng lẽ Thùy Hỏa thật sự có thể chém đứt tay của thiên đạo sao? Tôi hỏi, đúng vậy, được vận mệnh ủng hộ, tay của thiên đạo không dám phát huy toàn lực, nhưng một đao này của vợ ngươi thì đã dùng hết sức. Đao em mờ dương diệt tuyệt, nhìn khắp vạn cổ, lại có mấy người có thể đỡ được chứ? Vừa lúc nữ đế nói xong những lời này không bao lâu, đao quang của Thủy Hỏa cuối cùng cũng va chạm với tay của Thiên Đạo. Đại âm hí thanh, đại tượng vô hình, hư không vỡ vụn, thời gian và không gian đan xen, trực tiếp diễn hóa cảnh tượng thời kỳ hỗn độn. Phá vỡ hư không là thủ đoạn của Thiên Tôn, đạo tổ có thể gây ra sự hỗn loạn thời gian và không gian, nhưng đến cảnh giới Thái Sơ Tử Thần cùng Thiên Đạo, một tâm niệm đã có thể khiến vạn vật trở về nguồn cội, diễn hóa cảnh tượng thời kỳ hỗn độn. Hư không bị phá vỡ có thể khôi phục lại. Sự hỗn loạn của thời gian và không gian có thể hồi phục sự ổn định vốn có. Chỉ có sự hỗn độn là không thể khôi phục lại được, bởi vì bản thân sự hỗn độn tượng trưng cho sự hủy diệt. Cái gọi là kiếm ý hỗn độn là dựa trên nền tảng đạo hủy diệt của thiên đạo. Không hay rồi, theo lời cảm thán của nữ đế, rất nhanh tôi đã phát hiện ra vấn đề. Nơi cực Hàn Cửu U có một tầng kết giới u minh, được dùng để cô lập với nhân gian. Sự va chạm giữa đao của Thủy Hỏa và tay của Thiên Đạo chính là diễn ra ở rìa của kết giới. Ngay khi cả hai va chạm nhau, kết giới U Minh đã vỡ tan và xuất hiện một lỗ hổng. Ngay khi lỗ hổng xuất hiện, âm khí của cửu u cùng dương khí ở nhân gian bắt đầu khuấy động lẫn nhau, sau đó lỗ hổng ngày càng lớn hơn, dần dần toàn bộ kết giới U Minh đều có nguy cơ bị phá tan bất cứ lúc nào. Nhưng trận chiến đã bắt đầu, tất cả những thứ chúng tôi có thể làm chỉ là cố gắng ổn định kết giới U Minh. Tình thế nguy cấp, tôi kích hoạt sức mạnh của vận mệnh để ngăn cản âm khí trỗi dậy nữ đế giải phóng sức mạnh lục đạo luân hồi để ngăn cản dương khí giảm xuống. Sức mạnh vận mệnh lực của tôi không còn được bao nhiêu, nữ đế cũng không thể tiếp tục đánh mất sức mạnh lục đạo luân hồi nữa. Bây giờ, chúng tôi chỉ có thể hy vọng Thùy Hỏa kết thúc trận chiến này càng nhanh càng tốt. Càng bị trì hoãn lâu, kết giới U Minh sẽ càng không ổn định. Một khi kết giới U Minh bị phá vỡ, nhân gian và MT sẽ va chạm trực diệt, lúc ấy lục đạo luân hồi sẽ hoàn toàn hỗn loạn, khi đó thì người quỷ bất phân, thiện ác mất kiểm soát bóng tối bao phủ khắp trốn họa nạn diệt thế sẽ xảy đến sớm hơn xuyên qua sương mù hỗn độn tôi thấy thanh đao của thùy hỏa đã bị bàn tay thiên đạo nắm chặt lấy không thể thoát ra được thùy hỏa càng phát huy sức lực thì kết giới u minh càng trở nên bất ổn bởi vì thái sơ tử thần vốn dĩ không nên xuất hiện ở nhân gian một khi xuất hiện sẽ xảy ra hiện tượng long trời lở đất âm dương tiêu biến thùy hỏa không nên quyết chiến với thiên đạo ở nhân gian nơi đây không phải là chiến trường của cô nếu chỉ vì để giết Chu Khất mà khiến kết giới U Minh bị phá vỡ thì thật lãng phí. Bây giờ Thùy Hỏa chỉ có hai lựa chọn, hoặc tiếp tục chiến đấu, cô có cơ hội đánh gãy bàn tay của Thiên Đạo, nhưng mà, cái giá phải trả là kết giới U Minh không thể chịu được cú chấn động năng lượng khổng lồ và trực tiếp bị vỡ tan. Lựa chọn còn lại chính là bỏ đao xuống và nhận lấy thất bại, để thần hồn của Chu Khất thoát khỏi nhân gian. Trong ấn tượng của tôi, Thùy Hỏa không bao giờ thỏa hiệp mà phá quân hộ Pháp Thiên Tôn trong lịch sử cũng chưa bao giờ thỏa hiệp dù chỉ một lần. Khi ấy phá quân hộ Pháp Thiên Tôn bị Thái tử Nam Hải Long Vương làm nhục, lấy sinh mạng của hai vạn đệ tử ma đạo ra uy hiếp, ngay khi phá quân không thể chịu đựng được sự thỏa hiệp, hai vạn đệ tử đã cùng nhau tự sát, để lại truyền thuyết về đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. chương 1296, tình yêu sâu đậm không hối hận hai. Tôi biết, chưa từng có một phá quân nào đầu hàng không đánh, nhưng vào lúc này, tôi thực sự hy vọng thùy họa có thể thỏa hiệp một lần đừng làm ảnh hưởng đến nhân gian như thể cảm nhận được tiếng gọi từ trái tim tôi thùy họa nhìn tôi xuyên qua màn sương mù hỗn độn tôi nhìn cô ấy với ánh mắt cầu xin ra dấu rằng cô ấy cần nghĩ đến chúng sinh trong tam giới nhưng thùy họa chỉ lắc đầu với tôi im lặng từ chối lời thỉnh cầu của tôi một nỗi sợ hãi chưa từng có chợt dâng trào trong cơ thể tôi ngay cả khi đối mặt với cái chết tôi cũng chưa bao giờ sợ hãi như bây giờ nếu thủy hỏa thực sự vì chấp niệm một mình một đường mà gây ra sự sụp đổ của lục đạo luân hồi, thì không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy sẽ trở thành thủ phạm trong mắt tất cả chúng sinh trong tam giới. Đây là một sai lầm cực kỳ lớn và không ai có thể gánh nổi tội nghiệt này. Loại tội ác này không thể gột rửa được, phá quân sách đao đi xuống MT đã gián tiếp dẫn đến cái chết của ma đạo, tuy rằng cũng là phạm cùng một sai lầm nhưng sự mất đi của ma đạo chỉ sau một đêm thực sự là một điều tốt đối với nhân gian, bởi vì nếu để trận phong thần tiếp tục diễn ra thì sẽ càng chết thêm nhiều người nữa. Giết chóc là nguồn cội của tội lỗi, chiến tranh không chấm dứt, tội lỗi trồng chất, chúng tôi đã phạm phải tội lỗi khó mà tha thứ. Tuy nhiên, tổng số sự giết chóc do tất cả các đệ tử ma đạo gây ra cũng không thể so sánh với sự tổn hại gây ra cho chúng sinh và sự sụp đổ của lục đạo luân hồi. Nữ đế bệ hạ, nếu lục đạo luân hồi bị tiêu hủy, tội lỗi này có thể rửa sạch được không? Tuy rằng tôi sớm đã có đáp án nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi nữ đế một câu. Thời gian trôi đi, biển cạn, đá mòn, đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ có thể đền bù được. Tôi thà để tôi là người gánh chịu tội lỗi này. Thùy hòa cô ấy, lần này thực sự khiến tôi thất vọng. Tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại nhất quyết tranh thắng thua làm gì. Một tiếng thở dài, bất lực, tôi và nữ đế chỉ có thể tiếp tục dùng hết sức mình để duy trì sự tồn tại của kết giới u minh, đồng thời hy vọng Thùy hỏa có thể bất ngờ tỉnh ngộ vào thời khắc mấu chốt đáng tiếc thùy hỏa hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của kết giới u minh vẫn tiếp tục gia tăng sức mạnh của thái sơ tử thần sự hỗn loạn trong kết giới u minh ngày càng trở nên mãnh liệt tôi và nữ đế gần như đã dùng hết sức mình cuối cùng sức mạnh lục đạo luân hồi mà nữ đế có thể sử dụng đã đạt tới điểm giới hạn nếu cô ấy còn tiếp tục sử dụng vậy thì lục đạo luân hồi sẽ sớm sụp đổ trong tay cô tạ lan thả tay đi cứ mặc kệ cô ấy đi nữ đế thở dài nói không tôi không cam tâm cậu không muốn thì cũng đã làm sao tất cả đều là số mệnh chính là số mệnh muốn vợ cậu đến đây thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật phi xô cầu vận mệnh thì cũng có khác gì đâu tôi vốn tưởng rằng thùy hóa vượt khỏi sự kiểm soát của số phận nhưng không ngờ cuối cùng cô ấy lại bị số phận cám dỗ nữ đế thu tay lại nếu tôi tiếp tục sử dụng sức mạnh của vận mệnh thì cũng vô ích tôi chỉ có thể nhìn khoảng trống trong kết giới u minh mở rộng vô hạn chẳng mấy chốc sẽ đi đến bờ vực bị vỡ tung tuy nhiên vào lúc kết giới hư không sắp bị phá vỡ nhưng lại chưa bị phá vỡ vào lúc tôi và nữ đế đang tuyệt vọng đến cùng cực một tiếng hét lớn từ trong sương mù hỗn độn truyền đến cút với chữ cút của thùy họa uy áp của thiên đạo từ phía trên biến mất ngay lập tức cùng lúc đó tiếng thét phẫn nộ vô tận của thiên đạo truyền ra từ sâu trong hư không của vũ trụ không biết làm vỡ bao nhiêu ngôi sao bàn tay của thiên đạo đã bị phá vỡ ngay trước khi kết giới u minh bị phá vỡ thần hồn của chu khất vẫn đang tìm cơ hội trốn thoát nhưng chỉ bằng một cái búng tay thùy họa búng tay phát ra một luồng năng lượng diệt trừ âm dương lập tức bị tiêu diệt trở về hư không trong suốt quãng thời gian còn lại tôi và nữ đế nhìn nhau ngây người vào lúc này thùy họa bước ra từ đám sương mù hỗn độn đến trước mặt tôi và chăm chú nhìn tôi anh không nên nghi ngờ một người yêu anh sâu đậm như vậy nói xong thùy họa quay người trở về hư không vũ trụ bỏ lại tôi đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô ấy và chìm trong sự tiếc nuối vô tận tạ lan ngươi không cần phải hối hận nữ đế nói tôi đã làm cô ấy đau lòng rồi chỉ có cô ấy đau lòng nếu cậu không quan tâm không nghĩ đến chúng sinh trong lục đạo thì người đau buồn không còn là mỗi cô ấy mà là hàng tỷ chúng sinh trong lục đạo tam giới có một số hiểu lầm không cần phải làm rõ cần hiểu thì ắt sẽ hiểu chưa kể những gì cô ấy nói thực ra là còn có một tầng ý nghĩa khác cái gì lẽ nào cậu không nghe ra rằng cô ấy đang thổ lộ tình cảm với cậu sao nữ đế đáp nhìn tôi mỉm cười anh không nên nghi ngờ một người yêu anh sâu đậm như vậy. Từ khi Thùy Họa chín lần niết bàn cho đến khi trở thành tử thần trong thái cổ minh giới, tôi chưa từng nghe thấy một lời yêu thương nào từ cô ấy nữa, thậm chí có lúc tôi còn nghĩ rằng cô ấy thực sự đã quên hết mọi thứ. Tình yêu không bao giờ cần giải thích và cũng không bao giờ có bất kỳ sự nghi ngờ thực sự nào. Bởi từ ngày chúng ta chọn yêu nhau, chúng ta chưa bao giờ hối hận về nó. Chương 1297, âm ti mượn người một. Tay của thiên đạo đã gấy, Thùy Hòa cũng đã rời đi, tôi và nữ đế đã tốn rất nhiều thời gian và vô số thần niệm để ổn định lại kết giới u minh của MT. Cái chết của Châu Khất tương đương với việc giải trừ đại họa cho tất cả chúng sinh trong tam giới, nhưng đối với MT mà nói thì lại là dáng một đòn nặng nề. Trong trận chiến này, tôi đã đích thân chôn thây hàng trăm vạn quân tinh nhuệ của MT, tất cả tay chân của Châu Khất, bao gồm cả ngũ phương quỷ đế mới nhậm chức, từ đại minh vương, v, v, đều bị xử tử dưới thanh kiếm của tôi. Trước đây MT có thể nói là quân lực mạnh nhất tam giới, bây giờ sau hai lần liên tiếp tổn thất nặng nề, khí số của MT bỗng chốc tục xuống đến đáy. MT của hiện giờ chỉ còn lại địa tạng vương thiên tôn, thập điện diêm vương, tứ đại phán quan cùng mấy chục vị chiến tướng cấp cao, ai nấy cũng đều có chức trách, nhiệm vụ và sở trường riêng. Địa tạng vương thiên tôn vẫn chịu trách nhiệm cai quản 18 tầng địa ngục và trấn áp huyết hải phù đồ, thập điện diêm vương và tứ đại phán quan chịu trách nhiệm duy trì trật tự của lục đạo luân hồi, còn mạnh bà thiên tôn vẫn giám sát cầu nại hà thần điện u minh giờ thành một mảng hoang tàn, huyết hải chưa cạn, oán hận vẫn còn. đạo bào trắng của nữ đế dính đầy máu thông báo với trời đất và đích thân đọc kinh báo cáo của hậu thổ nương nương để siêu độ. kể từ khi hậu thổ nương nương nhập lục đạo luân hồi đến nay, mt chưa bao giờ hoang tàn và khốn khổ đến thế. chính tiêu biến và tà sinh ra, sức mạnh của mt bị suy giảm đi rất nhiều. Ác quỷ oán hồn tụ thành từng nhóm tác quái, vong hồn, quỷ khóc bên bờ sông vong xuyên, đường hoàng tuyền sinh hồn không tiến lên trước nữa, đại vọng hướng ngập tràn tiếng than khóc. Trật tự của minh giới xuất hiện vấn đề rất lớn, một mình địa tạng vương thiên tôn không thể trấn áp được tà khí của cả 18 tầng địa ngục, huống chi còn phải phụ trách trấn áp nơi ô uế như huyết hải phù đồ nữa. Mà cùng với sự cập bến của đại nạn diệt thế, sinh hồn xuất hiện ở nơi này ngày một nhiều hơn thập điện diêm quân dù có thuật pháp phân thân thì cũng chẳng quản lý, giám sát hết được ác quỷ ở 18 tầng địa ngục. Tình hình ở MT rất đáng lo ngại, mà MT lại là một trong những vị trí quan trọng trong tam giới. Một khi MT xảy ra hỗn loạn thì tam giới sẽ mất cân bằng và xảy ra thảm họa. Thấy vậy, tôi thẳng thắn chẳng che giấu gì mà nói với nữ đế, nữ đế bệ hạ, tình hình ở MT thật đáng lo ngại. Cô cũng biết, nhưng hiện tại MT không có người tài có thể dùng được. Trong khi tôi và nữ đế đang thảo luận về vấn đề này, thì phán quan thẩm thiện thi, Khấu Chuẩn đã đến báo cáo. Nữ đế bệ hạ, nhân đạo tổ sư Tạ Lưu Vân cầu kiến. Bảo hắn đến chờ ở thần điện Phong Đô trước, cô sẽ đến sau. Nữ đế đáp, tuân lệnh, sau khi phán quan thẩm thiện ti rời đi, nữ đế ra lệnh cho mạnh bà Thiên Tôn sắp xếp thêm người xử lý hậu quả ở thần điện U Minh, sau đó đưa theo tôi đến thần điện Phong Đô Bắc Mờ đại đế để gặp mặt Tạ Lưu Vân. Thần điện U Minh thờ phụng hậu thổ nương nương là gốc rễ của cửu u, bắt phải được xây dựng lại từ đầu, chưa kể dưới thần điện còn có trận pháp lục đạo luân hồi không thể bỏ qua. Tạ Lưu Vân thời khắc này tìm đến MT làm gì? Tôi hỏi, MT xảy ra chuyện lớn như này, hắn ta không đến thì thật không đáng mặt Nhân Đạo Tổ Sư rồi. Nữ đế trả lời, nữ đế bệ hạ, MT hiện giờ không có binh để dùng, không chừng chúng ta có thể mượn Nhân Đạo một ít. Ha ha, cô cũng đang có ý định này. Tiến vào thành phong đô, các thế lực trong thành vốn thuộc về châu khất đã bị địa tảng vương thiên tôn cưỡng chế quét sạch. Mặc dù trật tự trong thành đã ổn định nhưng trận huyết tẩy vẫn khiến thành phong đô mất đi vẻ uy nghiêm trước đây, khắp thành tràn ngập bi ai. Mặc dù châu khất đã chết nhưng ảnh hưởng của thảm họa vẫn còn đó. Thành chủ phong đô đã bị tôi giết chết, hiện tại không chỉ vị trí thành chủ bỏ trống, mà một số chức vụ quan trọng liên quan cũng không có người kế nhiệm. Phủ thành chủ không có người, phủ tổng binh hoàng tuyền cũng gặp phải tình huống khó xử tương tự. Chương 1298, âm ty mượn người hai. Họa nạn ở thần điện U Minh gần như đã tiêu diệt toàn bộ âm sai quỷ tướng có trong MT, khiến cho MT không còn người tài, chẳng thể dụng binh. Hai nơi quan trọng này đã mất đi uy quyền vốn có, thì trật tự của toàn bộ MT cũng khó mà ổn định được. Điều quan trọng nhất là tình thế tiến thoái lưỡng nan này sẽ còn kéo dài rất lâu, bởi vì hệ thống tuyển chọn nhân tài của MT rất nghiêm ngặt, trong thời gian ngắn thì căn bản là không thể tìm được người. Nữ đế của lúc này vẫn đang mặc chiếc đạo bào trắng bị với máu, bạch bào nhuộm huyết ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng khi mặc trên người nữ đế lại thể hiện được tấm lòng từ bi của cô. Sau khi từ trước bác em mờ đại đế, nữ đế rất ít khi xuất hiện ở thành phong đô, khi cô ấy lần nữa hiện thân trong thành, thì trông thấy cảnh tất cả người dân trong thành đều quỳ gối bái lại dọc hai bên đường đi. Thập điện Diêm Quân cùng tứ đại phán quan nghiêm trang đứng chờ ở cửa thần điện Bắc mờ Đại Đế, khi nhìn thấy nữ đế, đã vội vàng hành lễ, bái kiến nữ đế bệ hạ. Các người bình thân, MT đại nạn vẫn chưa thôi, vẫn mong các khanh đảm nhiệm trọng trách. Nữ đế nói, thần ắt cúc cung tận tụy, mãi đến lúc chết. Thập điện diêm quân đồng thanh đáp lời. Hôm nay cô có chuyện muốn cùng nhân đạo tổ sư thương lược, xin các vị tạm thời lui bước ra ngoài, lát nữa cô sẽ phái người mời vào. Vâng, thưa bệ hạ, thập điện diêm quân và tứ đại phán quan nhận lệnh rút lui, tôi cùng nữ đế bước vào thần điện bắc em mờ đại đế. Trong đại sảnh, tạ lưu vân đang đợi, y phục trắng như tuyết, thần niệm dồi dào, tu vi của tạ Lưu Vân hiện tại đã đạt đến đỉnh cao đạo tổ, e là chỉ còn cách một bước nhỏ nữa đã có thể đột phá. Tuy nhiên, bản lĩnh mạnh nhất của ông không phải nằm ở việc chiến đấu mà nằm ở thanh kiếm lục nhậm em mờ dương trong tay ông. Thiên địa mang mang, bất chi sở chỉ, nhật nguyệt tuần hoàn, chu nhi phục thủy sao. Sao đất trời thanh thang, không trốn dừng chân, nhật nguyệt tuần hoàn, xoay đi chuyển lại. Thanh kiếm lục nhậm em mờ dương của tạ Lưu Vân có thể nhìn thấu giới hạn của tạo hóa, không chỉ có thể dò xét được biến số trong vô định nếu ông ấy chịu đánh đổi một lượng tâm huyết nhất định còn có thể suy diễn được huyền cơ của thiên đạo nhân đạo tạ lưu vân bái kiến nữ đế bệ hạ tạ lưu vân cúi người hành đại lễ với nữ đế bệ hạ ngươi là nhân đạo tổ sư vai vế ngang bằng với cô nói chuyện với cô không cần hành đại lễ như vậy nữ đế nói nữ đế xứng với đại lễ này của lưu vân cái bái lại này là thay cho muôn dân trong thiên hạ nếu không phải nữ đế xả thân ngăn chặn châu khất Lục Đạo Luân hồi ắt sẽ sụp đổ, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Tạ Lưu Vân lần nữa cúi người, vẻ mặt trịnh trọng. "Ôi, thật không ngờ Châu Khất lại là thân tín của Thiên Đạo, là lỗi do cô không biết nhìn người nữ đế thở dài một hơi, đáp. "Nữ đế bệ hạ không cần tự trách như vậy, Châu Khất có Thiên Đạo che giấu giúp thân phận, không phải lỗi của nữ đế." Tạ Lưu Vân, hôm nay vì sao ngươi lại đến MT?" Nữ đế hỏi, "Ta đã tính toán ra được MT gặp phải đại nạn, hôm nay ta tới đây là để chia buồn." trời diệt chúng sinh, chúng sinh diệt trời, MT gặp nạn, nhân đạo sẽ không đứng chờ chờ khoanh tay nhìn. Ừ, người có lòng rồi, cô cũng đang có chuyện cần nhân đạo ra tay giúp đỡ. Xin nữ đế cứ việc phân phó, MT lần này chịu thương tổn nặng nề, đối mặt với khốn cảnh không có binh để sử dụng, trong thành chết oan này tuy vẫn có người tài khả dụng, nhưng trung quy vẫn là thực lực còn yếu, không thể trọng dụng. Nghe ý của nữ đế bệ hạ là muốn mượn người của nhân đạo ta. Tạ Lưu Vân hỏi, không sai. Ta có thể hứa với nữ đế, tất cả đệ tử nhân đạo của ta sau khi độ kiếp thất bại có thể đến MT làm quan, nghe theo lệnh sai khiến của nữ đế. Ngươi có biết quyết định của ngươi có ý nghĩa gì không? Ngươi là nhân đạo tổ sư, những gì ngươi nói đại diện cho toàn bộ nhân đạo." Cửu U nữ đế trong mắt ánh lên thần quang nhìn về phía Tạ Lưu Vân hỏi. Lưu Vân đương nhiên hiểu được, hơn nữa ta sẽ thêm lời hứa hôm nay của ta vào giáo lý của nhân đạo." Tạ Lưu Vân nghiêm túc trả lời, chương 1299, ngấn lệ rời quê một Đệ tử đạo môn không vào MT, sau khi độ kiếp thất bại, thần hồn có thể lựa chọn đầu thai tái sinh ở nhân gian hoặc lựa chọn trở về tổ đình để tu luyện dương thần, dương thần đắc đạo vẫn có thể tụ thành cơ thể thiên tôn. Bây giờ tạ Lưu Vân đưa ra thêm lựa chọn thứ ba gia nhập MT với tư cách làm quan làm tướng. M binh quỷ tướng của MT trước đây đều được tuyển chọn từ những sinh hồn, ban cho phương pháp tu luyện âm hồn, sau đó lại chọn lọc từng vòng một. Một âm binh trưởng thành theo quá trình như vậy là rất khó khăn, thường phải mấy trăm năm mới sinh ra được một vị quỷ tướng, mà âm soái thì phải ngàn năm thậm chí vài ngàn năm, tài nguyên tiêu hao lại càng khó tính toán. Cho dù vậy, sức chiến đấu của âm binh và quỷ tướng cũng không bằng các tướng tinh nhuệ chính thống của đạo môn. Giờ đây tạ Lưu Vân đã đưa ra lời hứa, đồng nghĩa với việc từ nay trở đi MT sẽ không còn phải đối mặt với tình thế nan giải vô binh khả dụng nữa, thần hồn của các đệ tử đạo môn đều có tu vi của riêng mình, điều này giúp tiết kiệm rất nhiều tài nguyên cho Mt Không phải tất cả đệ tử nhân đạo đều sẵn sàng dành cả cuộc đời để chứng thiên tôn. Đối với những người này mà nói thì có thể đảm nhận nhiệm vụ của mình trong MRT chắc chắn là một lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, việc để các đệ tử nhân đạo làm quan trong Mt khiến cho việc liên lạc giữa MRT và Dương Gian càng trở nên thuận tiện hơn. Điều này có lợi cho sự ổn định của lục đạo luân hồi. Tạ Lưu Vân, cô thay mặt toàn bộ MRT. Cảm ơn vì quyết định của ngươi ngày hôm nay. Tuy nhiên, chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ, cô cần mượn thêm một người từ chỗ ngươi nữa." Cửu U nữ đến nói. "Ai?" Tạ Lưu Vân hỏi, "Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, còn được gọi là Thần Thái Sơn, Thái Sơn Quân hay Ngũ Nhạc Quân, đứng thứ hai trong Ngọc Thanh Nguyên Cung của Nhân Đạo và đứng đầu trong Ngũ Nhạc. Nắm giữ sự sống, cái chết, quý tiện, quan của người đời, đồng thời cũng nắm giữ sự khởi đầu và kết thúc của vạn vật. Từ thời chiến quốc đến thời nhà Hán, Núi Thái Sơn luôn là thánh địa nơi các bậc quân vương tế cáo trời đất. Nghe nữ đế nói muốn mượn Thái Sơn đế quân, Tạ Lưu Vân có hơi sửng sốt, không vội vàng đáp lời lại. Sau một lúc im lặng, ông mở lời, ngũ nhạc nối liền với nhau, nếu nữ đế mượn sức mạnh của Thái Sơn đại đế, tổn thất của nhân đạo sẽ vô cùng lớn. Cô biết chỗ khó của ngươi, vì vậy nếu ngươi không đồng ý thì cũng không sao cả. Hãy để Lưu Vân dò xét xem thế nào. Được, cùng ta đi tới Đá Tam Sinh. Bên cạnh Đá Tam Sinh, Tạ Lưu Vân múa kiếm do xét mệnh lý của đông nhạc thái sơn quân đồng thời cửu u nữ đế cũng sử dụng đá tam sinh để soi ra quá khứ cùng tương lai của thái sơn đại đế sau khi kết thúc việc múa kiếm tạ lưu vân thở dài một hơi nữ đế cũng đồng thời hồi phục thần trí từ đá tam sinh hai người nhìn nhau nở ra nụ cười mệnh vốn phải vậy đông nhạc đại đế vốn là phải phụ trách cai quản mt tạ lưu vân cất lời trước cô sẽ không bao giờ đối xử tệ với ông ấy chỉ cần ông ấy chịu đến mt cô chắc chắn sẽ phong ông ấy làm bác em m đại đế tân nghiệp mọi sự vụ lớn nhỏ của mt đều do ông ấy quản lý cả quân quyền cũng giao lại cho ông ấy nữ đế nói chuyện vốn đã định sẵn ta cũng sẽ không nhúng tay vào hy vọng từ nay về sau giữa mt và đạo môn sẽ không còn khoảng cách cùng nhau hợp lực để đấu lại thiên đạo không sai những gì tạ lưu vân suy luận và những gì nữ đế nhìn thấy ở đá tam sinh đều báo trước rằng đông nhạc đại đế chắc chắn sẽ trở thành sự tồn tại hiển hách nhất mt mà đạo tàng hậu thế cũng từ ngày hôm nay trở đi, không còn đem Thái Sơn quân xếp trong nhân đạo nữa, mà liệt ông ấy vào danh sách vị thần tối cao của MT, địa vị của ông ấy trong MT chỉ xếp sau cửu U nữ đế. Đông nhạc đại đế cũng không phụ sự tin tưởng của nữ đế, sau khi kế vị chức trách bác M đại đế, ông lập tức xây dựng lại phủ tổng binh hoàng tuyền, thành lập 72 sư đoàn dưới quyền, đồng thời bãi bỏ tất cả các chức năng mà thiên đạo trước đây thiết lập nên. Cơ cấu của MT được tổ chức lại, không có ngũ phương quỷ đế tân nhiệm nào được lựa chọn ra nữa, toàn bộ quyền lực quân sự của MT đều được giao lại cho thành phong đô trực tiếp quản lý. Từ đó trở đi, nhân đạo mất đi một vị đạo tổ đỉnh cao, còn MT thì có thêm được một vị minh quân vạn thế. chương 1300, Ngấn Lệ Rời Quê 2 Sau khi đàm phán với Tạ Lưu Vân về chuyện của đông nhạc đại đế xong, nữ đế quay sang tôi nói, Tạ Lan, cô cũng muốn mượn một người từ ma đạo của các ngươi. Thật ra thì, cho dù bà ấy không nói, thì tôi cũng đoán ra được, sự hỗn loạn ở MT không chỉ một đông nhạc đại đế có thể ổn định lại được, mà ở 18 tầng địa ngục cũng cần có sát thần chân áp. Ta chắc chắn sẽ không cho mượn Bắc Minh Tú đâu. Tôi nói, ừm, nữ đế hơi nhíu mày. Bắc Minh Tú là thống soái của đại quân vong hồn ma đạo ta, cũng là anh hùng tiền bối được ngàn vạn đệ tử ma đạo kính trọng, vẫn xin nữ đế hiểu cho. Cho dù tôi có đồng ý, thì bản thân Bắc Minh Tú cũng không chịu. Kể từ trận M. Sơn, Ma đạo và MT luôn tồn tại nút thắt khó mà tháo gỡ, trong trận chiến cuối cùng ở Quy Khư, tử thương lên đến hàng ngàn vạn người, có thể nói là thù hận sâu tựa biển. Đệ tử ma đạo trọng tình trọng nghĩa, Bắc Minh Tú Thân là thống soái đại quân vong hồn, sao có thể hạ mình gia nhập MT? Sống là người của ma đạo, chết là quỷ của ma đạo, đây là niềm tin của hầu hết các đệ tử ma đạo. Được rồi, người không cần bày ra vẻ mặt cay đắng khó xử như vậy, cô sớm đã biết người nhất định không chịu giao ra Bắc Minh Tướng Quân, người cô muốn mượn cũng không phải hắn. Nữ đế nhẹ nhàng cong khóe môi nói, không phải ông ấy thì còn là ai nữa. Tôi tò mò hỏi, ám hắc chi long liễu chi nhung, 18 tầng địa ngục của MT có cô ấy chấn giữ là được. Ám hắc chi long là kẻ thù của vạn vật sống, dựa vào khí ô uế hắc ám mà sống, 18 tầng địa ngục là nơi tốt nhất để cô ấy sinh sống và tu luyện. Lần này, chắc người sẽ không từ chối nữa đúng không? Nữ đế hỏi, vẫn phải đợi tôi về rồi bàn bạc với cô ấy đã. Tôi nghiêm túc trả lời, tạ lan, ngươi nói xem, tại sao mượn một người của ma đạo của ngươi lại khó như vậy? Nữ đế tức giận nói, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng, tôi thân là ma đạo tổ sư, đương nhiên phải tôn trọng nguyện vọng của bọn họ. Tạ lan, ta vừa mới cho mượn thái sơn quân, ngươi lại nói những lời như này, ngươi cố ý khiến ta bẽ mặt đúng không? Tạ lưu vân cao mày, bất mãn nhìn tôi, cha, cũng có một chút ý đồ như vậy đó, tôi gật đầu trả lời, tạ lan, ngươi. Nữ đế cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp thần điện Bắc Mở Đại đế. Có nhiều chuyện sẽ không bao giờ quay lại như lúc ban đầu, có nhiều người sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa. Tôi rất may mắn khi sau nhiều năm vẫn có thể gặp lại và mỉm cười với Tạ Lưu Vân, có lẽ trong quá khứ chúng tôi là đối thủ của nhau, nhưng hôm nay cuối cùng chúng tôi cũng đứng trên cùng một mặt trận. Mặc dù danh tiếng của tôi trong tam giới đã vượt qua ông ấy từ lâu rồi, nhưng điều này không ngăn cản việc tôi vẫn kính trọng ông ấy như mọi khi. Long hổ hành tẩu thành tuyệt hưởng, trung nam thượng hữu khương tuyết dương. Tạ tà hành tẩu vang danh thiên hạ, kể từ ngày bí mật của Đàm Cửu Long được tiết lộ thì đã trở thành sự tồn tại mà tôi khao khát nhất, một người đàn ông như thần thánh. Dù sao thì ông ấy cũng từng cùng ma đạo tổ sư đối quyết qua. Từ biệt nữ đế, tôi và Tạ Lưu Vân cùng nhau rời khỏi MT. Trở về quy khư, tôi lập tức đến Biển Bắc Minh để gặp Liễu Chi Nhung. Sau khi giải thích mục đích đến của mình, vẻ mặt của Liễu Chi Nhung lộ rõ sự thất vọng. Đạo tổ, ta chỉ muốn hỏi một câu, nếu như ta đến MT rồi, ta có còn là đệ tử ma đạo không? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi vĩnh viễn là đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng. Ngày hôm sau, Liễu Chi Nhung đi xuống MT, đại quân trăm vạn vong hồn của ma đạo đến đưa tiễn cô. Nguyên phong lưu hỏa, kỳ lân kích cổ, tổ long hành vân. Gió thần bầu bản, trăng sáng soi dọi. Chị Chi Nhung, em biết dưới MT không có mặt trăng, nên em dùng viên đá mặt trăng này để lưu lại một ánh trăng ở quy khư. A à Lê nói, A Lê, cảm ơn em. Liễu Chi Nhung rơi nước mắt, Quy Khư là quê hương mà cô đã lớn lên từ khi còn nhỏ, sau khi trở thành đệ tử ma đạo, cô càng xem Quy Khư như quê hương mà cô thể chết sẽ bảo vệ và sống cả đời ở đó. Bây giờ cô ấy lại sắp phải rời đi, sao cô ấy có thể không khóc được chứ? Trường 1301, Biển Cực Quang 1 Bắc Cực, mọi thứ đều đóng băng, khi nói đến Bắc Cực thì không thể không nhắc đến hiện tượng cực quang một số người cho rằng cực quang là ngọn đuốc được quỷ thần dùng để dẫn dắt linh hồn người chết lên thiên đường có một số khác lại cho rằng cực quang là cái đuôi bảy sắc của một vị hồ thần đang dựng đứng cái đuôi mình lên hôm đó là cuối mùa đông một đêm trăng thanh gió mát tôi cùng khương tuyết dương đứng trên đỉnh núi bất chu của quy khư nhìn về phía xa phương bắc ma đạo từ biên cương phía bắc hàn hoang xuất đạo một đường đi đã phải trải qua gió tanh mưa máu khó khăn lắm mới có được như ngày hôm nay cựu bộ năm đó không biết có bao nhiêu người chiến tử số người còn sống sót cực kỳ ít ỏi. Mà những người phương Bắc còn sống kia sẽ thường leo lên đỉnh núi Bất Chu, nhìn về phương xa nơi quê hương của họ, đặc biệt là hồ tộc Thanh Khâu. Mỗi khi Lưu Phong Sương nhìn về phía Hàn Hoang, Bắc Minh Tú đều đến cùng cô, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tình yêu giữa hai người trải dài theo năm tháng, vượt ngoài trùng tộc, tình yêu đích thực của họ được cô đọng từ trận chiến sinh tử này đến trận chiến sinh tử khác. Không thể nghi ngờ gì hơn, Lưu Phong Sương là một nữ nhân vĩ đại, Bắc Minh Tú cũng vĩ đại không kém. Trên người Bắc Minh Tú không hề thiếu khí chất anh hùng, mà còn có vẻ đẹp rẻ rặt hiếm có. Nói ông ấy rẻ rặt không có nghĩa là ông không đủ nam tính, mà vì ông ấy vốn là một vong linh, một vong linh khi dịu dàng thì có thể lấy cả mạng người. Lưu Phong Sương thì hoàn toàn trái ngược lại, cô gái này lớn lên trong sự gột rửa của chiến tranh, kế thừa bản năng sát phạt của một yêu hồ, sảng khoái, nhiệt tình, cứng rắn và mạnh mẽ sự kết hợp của cả hai không chỉ do duyên số mà còn do sự hấp dẫn lẫn nhau về mặt tính cách hôm nay bốn người chúng tôi đều đang đứng trên núi bất chu nhìn về phía bắc thứ chúng tôi nhìn không phải là hàn hoang mà là bắc cực kể từ bảy ngày trước ở bắc cực đã xuất hiện hiện tượng cực quang quầng sáng ngày một lớn hơn và cuối cùng toàn bộ nhân gian cũng có thể nhìn thấy cực quang lơ lửng lên bầu trời cực quang xuất hiện trên bầu trời như thể một vùng biển một vùng biển lấp lánh bảy sắc cầu vồng cực quang từ lúc xuất hiện đã thu hút sự chú ý của khương tuyết dương vào ngày thứ ba khi côn rời quy khư trên nhân gian chưa từng có hiện tượng cực quang rộng lớn như vậy đẹp đến trói mắt nhưng cũng khiến người ta bất an lo sợ lưu phong sương nói đúng vậy tôi cũng chưa từng thấy qua chuyện như vậy mọi chuyện dị thường nhất định có nguyên nhân có lẽ lần này cực quang xuất hiện có liên quan đến sự xuất hiện của thần thú huyền vũ trăng bắc minh tú dịu dàng đáp lại lời người yêu bắc minh tướng quân nói không sai quả thực không thể tách rời khỏi sự hiện diện của thần thú huyền vũ bởi vì loại cực quang này nguồn gốc của nó căn bản không đến từ nhân gian khương tuyết dương trả lời khương tướng nó không đến từ nhân gian thì lại đến từ đâu chứ lưu phong sương hỏi cực quang hôm nay là phản chiếu từ dãy ngân hà thần thú huyền vũ chính là đến từ dãy ngân hà cũng có thể nói biển cực quang này đại diện cho ý chí của nó khương tuyết dương trầm ngâm một lát rồi đáp lời cực quang hiện giờ đã tỏa ra khắp toàn bộ phương bắc ý chí của thần thú huyền vũ thực sự mạnh mẽ đến như vậy sao? Lưu Phong Sương kinh ngạc hỏi, thần thú huyền vũ vốn mạnh hơn tưởng tượng của các người rất nhiều, linh cảm tiên thiên lưỡng nghi diễn hóa tứ tượng. Tứ linh thú tượng trưng cho nền tảng của vũ trụ theo trật tự của thiên đường, tứ linh thần thú lại tượng trưng cho gốc rễ của vũ trụ chịu sự cai trị thiên đạo quản lý, chư thần tránh né, vạn pháp quy tông, đó là sự tồn tại khó mà lay chuyển được. Như vậy mà nói, côn đại nhân liệu có là đối thủ của thần thú huyền vũ không? Lưu Phong Sương cau mày hỏi, chương 1302, biển cực quang hai Có thể nghịch đảo làm hỗn loạn âm dương, kéo thiên đạo vào hòa kiếp, côn đại nhân ắt có thủ đoạn của riêng mình, còn về phần trận chiến của ông ấy cùng huyền vũ, ta không dò ra được một chút huyền cơ nào. Tạ Lan, cậu đã tiếp xúc với côn đại nhân trong khoảng thời gian dài, cậu có niềm tin với ông ấy không? Tự tin, Khương Tuyết Dương quay đầu nhìn tôi hỏi, trên thực tế, về thần thông của côn khi ở núi côn lôn tôi đã chiêm nghiệm được vài phần, nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua. Bởi vì những gì tôi nhìn thấy lúc đó là côn trong hình dạng con người, tôi biết rằng giống như tôi, ông ấy cũng tu luyện Hỗn Độn kiếm ý, sử dụng quỷ kiếm làm thanh kiếm chính của mình. Lúc đó ở núi Côn Lôn, tôi dùng ma kiếm chiến đấu còn côn dùng quỷ kiếm, Thiên đạo dùng thần kiếm đối kháng với hai chúng tôi. Trận chiến đó đáng lẽ phải là trận chiến đỉnh cao của Tam kiếm đạo Hỗn Độn, chỉ tiếc là tôi đã rơi vào cái bẫy của Thiên đạo, chưa kịp giải phóng kiếm ý thì đã rơi vào tâm ma, nếu không phải có u huỳnh chúc chiếu đến đánh thức tôi tôi gần như bị kéo vào thế giới đằng sau cánh cửa thanh đồng rồi tôi chứng kiến tu vi kiếm đạo của côn nhưng tôi không biết thú thân của ông ấy sẽ còn mạnh đến mức nào vì vậy lúc này khi tuyết dương hỏi tôi tôi cũng chỉ có thể lắc đầu mà đáp tôi chỉ biết rằng thanh kiếm bắc minh huyền thủy của côn đại nhân tuyệt đối không thể giết chết được thần thú huyền vũ còn về sức mạnh dạng thú thân của ông ấy thì tôi cũng không biết được trong biển cực quang này không chỉ chứa đựng ý chí của một mình huyền vũ mà còn bao hàm toàn bộ quân thiên khiển của thần thú huyền vũ vậy chúng ta có nên giúp côn đại nhân một tay không? Bắc Minh Tú ánh mắt nhiệt tình thăm hỏi, trận chiến giữa côn đại nhân cùng huyền vũ, mỗi một động tính cũng đều có uy lực hủy diệt thiên địa, không phải là chuyện mà đệ tử ma đạo có thể nhúng tay vào. Tôi trả lời, Bắc Minh Tú trầm mặc không nói nữa, Lưu Phong Sương cũng cúi nhẹ đầu xuống. Không phải ma đạo không đủ mạnh, mà bản thân trận chiến ở cấp độ này không phải là thứ mà các đệ tử ma đạo bình thường có thể can thiệp vào được. Ngay cả Bắc Minh Tú, người hiện đang ở đỉnh cao đạo tổ, một khi bị thần niệm của thần thú Huyền Vũ khóa chặt thì cũng khó thoát khỏi kiếp nạn sát thân. Ma đạo không ngại chiến tranh, nhưng cũng sẽ không liều lá gan mà đơn độc đâm đầu vào chỗ chết. Hơn nữa, Sở Dĩ Côn một mình đến Bắc Cực để chiến đấu chống lại thần thú Huyền Vũ, chính là vì ông không muốn làm hại toàn bộ nhân gian. Giả dụ chiến trường đặt ở nhân gian, Ma đạo tôi cho dù có bị tiêu diệt toàn bộ đại quân cũng sẽ mạo hiểm chiến đấu chống lại đại quân thiên khiển của thần thú Huyền Vũ. Cuộc chiến với thiên đạo hiện giờ khác với cuộc chiến phong thần trước đây. Trong cuộc chiến tranh không nhìn thấy hy vọng này, thứ chúng ta phải chiến đấu là cho hiện tại và cho tương lai. Đồng thời trong khi đánh bại đối thủ, chúng ta cũng phải cân nhắc việc để lại mầm sống cho tương lai của nhân gian. Bắc Minh Tú cùng những người khác là niềm hy vọng cho tương lai của Ma đạo của tôi, tôi sẽ không bao giờ chôn vùi tương lai của Ma đạo trong một trận chiến không có hy vọng chiến thắng được. Cũng chính vì sự cân nhắc này mà tôi đã để côn một mình chiến đấu chống lại thần thú Huyền Vũ mà tôi cũng sẽ một mình nghinh chiến chống lại thần thú chu tước vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Trận pháp chu thiên tinh đầu của tiên đạo đối đầu với thần thú thanh long, trong khi tổ long, nguyên phượng cùng với thủy kỳ lân của ma đạo sẽ đối đầu với thần thú bạch hổ. Những gì chúng ta đang chiến đấu cùng không chỉ là bản thân một mình thần thú, mà còn bao gồm cả quân đoàn đằng sau chúng. Trừ khi chúng ta thất bại, nếu không chúng ta sẽ không bao giờ để các đệ tử đạo môn bình thường tham gia vào trận chiến này. Côn không thể bay liên tục trên không trong thời gian dài, nên ông ấy đã phải đi bộ 7 ngày trước khi đến được Bắc Cực. Vào một đêm mùa đông quang đáng, lẽ ra phải là một đêm trời sáng đầy sao, nhưng lại bị che khuất hoàn toàn bởi biển cực quang rộng lớn và vô tận. Hiện giờ Côn đang đứng ở dưới biển cực quang, nói chính xác hơn thì vị trí ông ấy đang đứng vừa hay đối diện với hải nhãn của biển cực quang. Giải màu bảy sắc rực rỡ chiếu rọi lên người của Côn. Ông ấy hôm nay mặc một thân áo trắng, cầm một thanh kiếm màu đen, Thanh kiếm này là kiếm Bắc Minh Huyền Thủy. Một mình một kiếm, đất trời rộng lớn, so với biển cực quang trên đầu thì côn chỉ như hạt cát giữa biển khơi. Chương 1303, trận chiến huyền vũ 1. Bắc cực là một thế giới mà vạn vật đều bị đóng băng, chỗ của côn nằm trên một phiến băng. So sánh với cực quang tinh hải trong đầu, côn bé nhỏ như một hạt cát. Tuy nhiên, cho dù chỉ nhỏ giống như một hạt cát nhưng vẫn ngay lập tức thu hút sự chú ý của thần thú Huyền Vũ. Ý chí của huyền vũ đã bao trùm lên khắp cả bắc cực, lại dùng bắc cực làm trung tâm, sau đó không ngừng lan rộng lên phía nam, phàm là địa vực nằm trong phạm vi bị ý chí của nó bao phủ, tất cả sinh linh đều phải thần phục. Sự ra đi của châu khất khiến huyền vũ thần thú cực kỳ hung bạo, những sinh linh không chịu thần phục sẽ bị huyền vũ dùng sức mạnh ý chí nghiền nát hồn linh, tứ linh thần thú vốn đến nhân gian để hủy diệt. Bất động như núi, an tĩnh kiên nhẫn như đất, trong vô số thần thoại và truyền thuyết khác nhau, Huyền Vũ thần thú đã mang lại một ấn tượng rằng sự tồn tại của nó là vô cùng vững chắc, không gì có thể lay chuyển, thế nhưng lại có rất ít người nhắc đến sức mạnh hủy diệt của nó. Bởi vì, mỗi khi nhắc đến sự hủy diệt, hầu hết người ta đều nghĩ đến Chu Tước ở phía nam và Bạch Hổ ở phía tây. Kỳ thực đây rõ ràng là một sự hiểu lầm, không phải Huyền Vũ không giỏi về hủy diệt, mà thực tế sở trường của nó vốn chính là sự hủy diệt. Huyền Vũ tấn công mặt đất, tiêu diệt toàn bộ sinh linh thứ bạch hổ xé rách là không gian, là hồn linh, trong khi huyền vũ nghiền nát tất cả mọi thứ. Vừa không thể lay chuyển, lại chẳng thể làng tránh. Côn biết sức mạnh của huyền vũ, cũng biết rõ cực quang tinh hải trong đầu này ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh hủy thiên diệt địa. Chưa nói đến đội quân thiên khiển của huyền vũ, chỉ tính riêng biển cực quang này đã ẩn giấu hàng triệu tinh tú, đủ để khiến nhân gian này nhìn lở trăm hồng. Một khi huyền vũ tức giận, trời sụp đất nứt, nhà ngươi là ai, côn đứng dưới hải nhãn, không những vậy còn hoàn toàn ngăn được ý chí sát phạt của thần thú huyền vũ khiến trong lòng nó kinh ngạc không thôi không nhịn được bèn dùng thần niệm tra hỏi côn hóa ra ngươi chính là tên phản đồ kia của thiên đạo kẻ thất tín bội ước là thiên đạo ở đâu ra phản đồ chứ côn ngẩng đầu hỏi một con cá hèn mọn đáng thương như ngươi hóa thành bằng chẳng qua chỉ là một giấc mộng xa vời thiên đạo chỉ thưởng cho những người thành thật thần phục ngài ngươi có tư cách gì đòi lọt vào mắt xanh của thiên đạo ngươi nói không sai đây quả thực là một giấc mộng vẫn còn may, bất kể giấc mộng này ta đã mơ bao lâu, hôm nay cũng coi như đã tỉnh lại rồi. Côn cười tự diếu, nói, nếu như ngươi hãy còn chìm trong giấc mộng, có lẽ vẫn có thể tiếp tục ở Minh Hải tạm bỡ qua ngày. Giờ đây nếu ngươi đã thức dậy rồi, vậy thì nhất định phải tỉnh táo để đối mặt với sự phán xét của thiên đạo. Sự phán xét của thiên đạo, không sai, sự phán xét của thiên đạo, ta tới thi hành. Dứt lời, thần thú huyền vũ bèn bạo phát sức mạnh khổng lồ, chấn động khắp cả cực quang tinh hải có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một con rùa khổng lồ đang ngửa đầu gầm hét trong biển sao, tiếp sau đó đại quân thần thú thiên khiển cũng nhất tề gầm theo, giải phóng sát khí quân uy khủng khiếp nhất từ trước đến giờ ở nhân gian. Huyền vũ là gì? Đạo tàng nói, bảy sao gồm đấu, nghiêu, nữ, hư, nguy, thất, bích tạo thành một tròm thân rùa mình rắn, vì vậy gọi là huyền vũ. Một, một câu gốc là, đấu nghiêu nữ hư nguy thất bích thất túc hữu quy xà thể. Người dịch làm rõ hơn để bạn đọc hiểu hậu thế chú thích thêm, huyền vũ có thể gọi là quy xà. Nó ở phía bắc, thân có vảy có mai, vậy nên gọi là vũ hai. Hai chữ vũ ở đây là vũ trong vũ lực, vũ dũng. Quy, xà hai con cùng gọi là huyền vũ, vì xà vốn là sao của huyền vũ, do hai ngôi hư, nguy tạo thành. Huyền vũ thường hóa thành quy ba trong khi xà hình được nó giấu ở trong mai. Ba quy, con rùa, quy kiên cố vô cùng, xà linh động phi phàm. Sở dĩ cô Nick thân khiêu chiến huyền vũ là bởi vì ông biết, trong tứ linh thần thú, Huyền Vũ là kẻ khó đánh bại nhất. Tuy rằng không có sát tính ghê gớm giống như Bạch Hồ, thế nhưng cực kỳ khó đối phó. Khi Huyền Vũ hóa thành con rùa khổng lồ trong cực quang tinh hải, các ngôi sao trên bầu trời dường như bị thần uy của nó làm cho khiếp sợ, quần tinh ảm đạm chẳng còn ánh sáng, như thể toàn bộ bầu trời phía bắc lúc này đây đều thuộc về nó. Đây mới chỉ hóa thành cự quy, truyền thuyết nói nếu quy xà cùng lúc xuất hiện có thể dung chuyển tinh hà, quát gió gọi mây khắp cả chư thiên vạn giới. Từ trước đến giờ nhân gian chưa từng xuất hiện sức mạnh uy mãnh khổng lồ như vậy, thú thần huyền vũ đang đại diện cho uy nghiêm thực thụ của trời. Khoảnh khắc huyền vũ đột nhiên nổi giận, tam giới đều chấn động. MT, U Minh Thần Điện, mạnh bà thiên tôn tập hợp toàn bộ sức mạnh của MT, chỉ trong một ngày một đêm đã kịp xây lại U Minh Thần Điện. Lúc này nữ đế im lặng ngồi trên vương tỏa, nét mặt nghiêm nghị như nước. Ngồi ở dưới có hai người, một là địa tảng vương thiên tôn, một là vị đông nhạc bắc em m đại đế thái sơn quân mới nhậm chức trận đấu với huyền vũ đã bắt đầu rồi toàn bộ bắc cương ở nhân gian đều bị bao trùm trong ý chí của huyền vũ xin nữ đế hãy thăm dò huyền cơ thái sơn quân nói không cần cô có thể dùng lục đạo luân hồi để thăm dò chúng sinh nhưng trận chiến huyền vũ nằm ngoài khả năng của cô trận chiến này thắng bại như thế nào đừng nói là cô ngay cả thiên đạo và vận mệnh cũng không thể đoán được nữ đế bệ hạ chiến lực của côn đại nhân rốt cuộc thế nào Thái Sơn Quân hỏi, cô không biết, thế huyền vũ thần thú thì sao? Cô không biết, liên tiếp hai câu cô không biết vang lên, khiến cho bầu không khí nơi này cũng trở nên nặng nề. Một lúc sau, người vẫn luôn im lặng nãy giờ là địa tạng Vương Thiên Tôn lên tiếng, trận chiến này có thể gây ảnh hưởng đến nhân gian, còn phải nhờ bác em mờ đại đế giờ giờ khắc khắc chú ý đến, thêm sinh bỏ tử, chớ làm loạn luân hồi. Quả nhân đã biết, chỉ e tử thương quá nhiều, em mờ ti còn chưa ổn định, không thể dung nạp quá nhiều sinh hồn, Thái Sơn Quân nói, có côn đại nhân ở đó, nhân gian sẽ không bị ảnh hưởng. Nữ đế nói, vậy, nếu côn đại nhận thua trận thì sao? Thái Sơn Quân lại hỏi, đất bắc thất thủ, hàng trăm triệu người thương vong, chu tước nghe tiếng mà đến, thanh long xuất hiện ở phía đông, bạch hổ có mặt ở phía tây. Một khi côn đại nhân thất bại, nhân gian tam giới lập tức sụp đổ, đại họa diệt giới sẽ ấp xuống. Vì vậy, trận chiến này côn đại nhân chỉ được phép thắng mà thôi. Đúng vậy, trận này của côn đại nhân là trận chiến mở màn suốt một giây động cả rừng trận mở màn nếu thất bại nhân gian sẽ chìm trong nguy cơ chỉ dựa vào đứa con của vận mệnh là ma đạo tổ sư sẽ không thể nào nghịch chuyển được càn khôn cho dù cô có lục đạo luân hồi đại trận cũng chẳng giúp được cậu ta cuộc chiến với thiên đạo không chỉ là cuộc chiến của chúng sinh đó còn là cuộc chiến của các anh hùng không chỉ yêu cầu chúng sinh khắp tam giới đồng tâm hiệp lực đồng thời còn yêu cầu các vị anh hùng đại diện cho sức mạnh của chúng sinh dũng cảm tiến lên phía trước Phát huy sức mạnh tối thượng của mình, kiên cường đối đầu với kẻ thù hùng mạnh. Chương 1304, trận chiến Huyền Vũ 2. Nhân đạo, Hàm Cốc Quan, Tạ Lưu Vân bước lên đài điểm tướng. Sư đệ, đệ đã thăm dò huyền cơ thắng bại chưa? Trương Đạo Lăng hỏi, thần thú Huyền Vũ là một trong số tứ linh, không thể thăm dò được. Thắng bại chưa rõ, đệ vì sao lại hấp tấp phái binh tới Bắc Cương? Trương Đạo Lăng cau mày hỏi, sư huynh, trận chiến này bất kể thắng hay thua, Đệ tử Nhân Đạo của chúng ta đều phải tới Bắc Cương để bảo vệ trật tự nhân gian. Nếu côn đại nhân chiến thắng, đệ tử Nhân Đạo có thể nhân cơ hội này để dẹp yên loạn cục ở nơi này. Nếu côn đại nhân thua thì phải làm sao? Nếu côn đại nhân thua, cũng có nghĩa toàn bộ nhân gian đều thua rồi. Giáo ý của Nhân Đạo là vô vi nhi trị, thế nhưng khi đại kiếp diệt thế ập đến, nào có ai còn có thể bo bo giữ mình. Sư huynh, Nhân Đạo chúng ta không có anh hùng chọc trời khuấy nước, chẳng thể nào cứng rắn đối mặt với tứ linh thần thú. Nếu lúc này chúng ta còn không xuất binh, chúng sinh sẽ nhìn nhân đạo chúng ta như thế nào? Nhân đạo cũng còn mặt mũi nào mà đứng trong trời đất?" Tạ Lưu Vân khẳng khái giõng giạc nói. "Sự đệ, ta không bằng đệ." Trương Đạo lang im lặng một lúc lâu, thở dài một tiếng. Nữ đế nói, "Nếu như côn thất bại, nhân gian cũng mất đi cân bằng." Mà Tạ Lưu Vân xuất binh lúc này, trên thực tế là một hành động nhằm cứu chữa bù đắp sau khi côn thất bại. Côn quyết đấu với Huyền Vũ, cho dù có thất bại cũng nhất định khiến cho huyền vũ trọng thương thảm hại, khi ấy tạ Lưu Vân sẽ không ngần ngại dùng toàn bộ nhân đạo tiếp tục trấn áp đội quân thiên khiển của thần thú huyền vũ. Nhân đạo vô vi nhi trị đã quá lâu, giờ đã đến lúc trăm họ tận tâm dốc lực cống hiến tất cả. Nếu lúc này đây nhân đạo vẫn tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, thứ để lại cho hậu thể chỉ có khóc than cùng tiếng xấu chuyển đến muôn đời sau. Thiên đình, nam thiên môn, bắc cực quang chiếu dọi khắp bầu trời bắc cương, quần tinh ảm đạm không chút ánh sáng, sức mạnh của tinh thú trên thiên đình cũng suy yếu nghiêm trọng. muốn đối phó với thanh long thần thú, con át chủ bài của thiên đình chính là chu thiên tinh đầu đại trận. hôm nay đại trận còn chưa được khởi động, sức mạnh quần tinh cũng bởi vì cực quang tinh hải của thần thú huyền vũ mà tổn hao mất 3 phần công lực, hiệu quả gian đe cũng giảm đi rất nhiều. đồng nghĩa với việc đại quân thiên khiển của thần thú thanh long có thể tiến hành tập kích thiên đình bất kỳ lúc nào. đãng ma tổ sư, thiên tượng phía đông có động tĩnh gì không? đắc kiều công chúa hỏi tất cả vẫn như thường cửu thiên đảng ma tổ sư nói xem ra không chỉ có chúng ta đang đợi thanh long kia cũng đang chờ xem trận chiến với huyền vũ thắng bại thế nào đắc kiều công chúa nói nếu như côn đại nhân thất bại đến lúc đó kẻ ra tay cũng không chỉ có một mình thanh long thần thú chu tước ẩn nhẫn đã lâu bạch hổ đang chờ cơ hội một khi huyền vũ đánh bại được côn tứ linh thần thú sẽ nhất tề xông lên đại nạn diệt thế sẽ ập đến đãng ma tổ sư người cũng tu luyện đạo quy xà nhất định hiểu rất rõ sức mạnh chiến đấu của Huyền Vũ. Ngài nghĩ thế nào về trận chiến này? Huyền Vũ có hai đại pháp tướng, cử quy an tính kiên nhẫn không thể lay chuyển, linh xà lại linh động phi phàm, kỳ thực chiến lực của Huyền Vũ vẫn luôn bị người ta đánh giá thấp. Thân là một thành viên của hải tộc, tôi tin tưởng ở sức mạnh chiến đấu của côn đại nhân, chiến lực của ngài ấy thâm sâu khó lường, tôi tin ngài ấy nhất định sẽ đem đến cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Đắc Kiều Công Chúa nói, nếu như côn đại nhân thua thì sao? cửu thiên đãng ma tổ sư do dự một lúc cuối cùng vẫn đem câu hỏi này nói ra đắc kiều công chúa lập tức im lặng qua một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên kiên định nói đại bàng một ngày bay cùng gió vượt xa mây trắng chín vạn dặm trước khi hóa thành chim bằng côn đại tuyệt đối không thể thua bầu trời phía bắc sao rơi như mưa vào thời điểm trận chiến giữa côn và huyền vũ nổ ra khắp nhân gian tam giới đều đang hướng về nơi này đại chiến bắt đầu thần thú huyền vũ dung chuyển tinh hải thiên thạch hóa thành những thanh kiếm sắc bén thi nhau khóa chặt lấy côn. Côn chẳng hề sợ hãi, dùng thanh Bắc Minh Huyền Thủy kiếm chặt thiên thạch thành từng mảnh nhỏ. Thiên thạch vỡ nát, biến thành pháo hoa rực rỡ ở nhân gian. Có hàng tỷ tinh hà trong tinh hải, thế nhưng từ đầu tới cuối chúng vẫn chẳng thể làm gì được người đàn ông mặc bạch y đang đứng trên phiến băng kia. Kiếm quang chói mắt, kiếm khí dọc ngang, dù cho sao rơi như mưa, hàn băng vỡ nát, côn vẫn sừng sững uy nghi đứng đó. Rằng con nửa ngày, thấy thiên thạch chẳng thể làm gì được côn, thần thú huyền vũ phẫn nộ gầm lên một tiếng, linh xà hiện hình. Linh hà du tẩu khắp tinh hải, không biết đã hấp thụ bao nhiêu sát khí quần uy, cuối cùng trở thành linh xà thân dài hơn ngàn dặm, vô cùng dũng mãnh. Linh xà hí lên, từ trong tinh hải tung mình nhảy ra, nhanh như chớp đấp lên người côn. Côn dùng bắc minh huyền thủy kiếm địch lại, lại bị con cửa xà này nuốt luôn. Tiếp theo đó linh xà lại nhanh như cắt bơi vây quanh côn, thỉnh thoảng lại tung ra mấy đòn chí mạng rắn chỉ biết càng cuốn càng chặt, không gian thuộc về côn mỗi lúc một nhỏ đi. Cho dù côn có thể dùng đạo quỷ kiếm liên tiếp độn không né tránh, thế nhưng không gian có hạn, chẳng có cách nào trốn thoát. Cuối cùng, côn bị linh xà khóa chặt trong một không gian vô cùng chật hẹp. Đúng lúc này, đại quân thần thú thiên khiển được điều động. Đại quân của huyền vũ tất cả đều mang hình quy xà, các vị chiến tướng thượng cấp có thể sánh với thái cổ thần ma. Sát khí giải phóng, tựa như biển lớn vỡ đê, Sát ý của hàng chục tiểu binh thần thú ngưng tụ thành một thác nước hủy diệt. Côn, phán xét của thiên đạo đã bắt đầu, ngoan ngoãn đón nhận cái chết đi thôi. Chương 1305, trạng thái cuối cùng. Trên không, Huyền Vũ thần thú hóa thành một con rùa khổng lồ, phát ra một tiếng vang vọng khắp tam giới. Tình thế của Côn nguy hiểm cực kỳ, nếu lúc này ông vẫn không tìm được đường thoát, một khi bị thác nước hủy diệt chôn vùi, bất kỳ lúc nào cũng phải đối mặt với nguy cơ hồn phi phách tán. Côn muốn lặn xuống nước hóa về nguyên hình lúc này phiến băng đã hoàn toàn vỡ vụn chỉ cần lặn xuống nước biến về hình dạng của côn ông lại có thể nắm được quyền làm chủ cuộc chiến thi triển một đợt chiến đấu mới thế nhưng linh xà đã sớm nhìn thấu ý định của côn không hề để cho ông ấy có lấy một tia cơ hội đại nạn ngập đầu côn chẳng có cách nào tránh được cuối cùng chỉ có thể dùng ý chí của bản thân để trực tiếp đối đầu với dòng thác hủy diệt vô tận từ trên trời cao giáng xuống có thể đem toàn bộ quy khư luyện hóa thành huyền quan của mình ý chí của côn khủng khiếp cỡ nào kia chứ khi xưa ở Đông Hải Côn vừa xuất thế liền đảo lộn âm dương, giờ phút này đây ý chí của Côn lại một lần nữa xuất hiện, âm dương giữa trời và đất lại một lần nữa được khơi gợi bùng lên. Ý chí ngưng tụ, hấp thụ khí từ trong nước biển hóa thành dòng thác, lao thẳng vào dòng thác hủy diệt của đại quân thần thú Huyền Vũ. Hai cô năng lượng hủy thiên diệt địa va vào nhau, không gian vỡ vụn, thời không đảo lộn. Sấm, sét, sông bão, mưa lớn, cuồng phong, sóng thần, động đất. Núi cao rơi xuống mặt biển mặt đất nứt ra từng khe biến thành vực thẳm. khi hai dòng thác không ngừng biên cuồng va chạm, toàn bộ lãnh thổ Bắc Cương dường như đều bị phá hủy bởi trận chiến chưa từng có này. tuy rằng ý chí của côn vô cùng khổng lồ, thế nhưng cùng lúc bị cực quang tinh hải vô tận và đại quân thiên khiển của thần thú Huyền Vũ dốc toàn lực tấn công, côn rõ ràng chẳng thể địch lại nổi. quan trọng nhất là nếu như côn vẫn kiên quyết suy trì ý chí chiến đấu đối với nhân gian mà nói quả thực là thảm họa. em m Dương mất cân bằng đồng nghĩa với một chàng tai họa cho muôn dân thế nhưng giờ đây côn chẳng còn lựa chọn nào khác trong lòng côn hối hận vô cùng lúc ban đầu ông chỉ muốn mượn sức mạnh thiên thạch phá vỡ tảng băng dựa vào đó ông có thể mượn khí quý thủy trong hải dương để chống lại thú thân băng nguyên hàng chục triệu năm vô cùng kiên cố sâu hàng trăm trượng dùng sức của một mình côn trong thời gian ngắn không thể nào phá được ai có thể ngờ sau khi phiến băng bị hủy ông ấy liền bị linh xà vây khốn không có cách nào lặn xuống nước được Côn không hề đánh giá thấp sự ngoan cường của Cự Quy, thế nhưng lại coi nhẹ sự xảo quyệt của Linh Sa. Giờ đây, ông chỉ có thể nghiến răng dùng ý chí của mình để chống lại. Thời gian trôi qua, ý chí của Côn không ngừng hao tổn. Giờ đây ông chỉ có thể thiêu đốt thần hồn, tiếp tục kiên trì, bởi vì ông không thể thua. Lúc này đây Côn vô cùng mong mỏi có ai đó đến giúp đỡ mình phá vỡ thế cục này, thế nhưng những người có đủ tư cách tham gia trận chiến lúc này đều mang trong mình sứ mệnh nặng nề. Côn càng lúc càng mệt mỏi một cảm giác tuyệt phóng dâng lên từ đáy lòng làm cho ý chí của ông càng bị hao tổn nặng nề ông biết rõ bản thân mình không nên để loại cảm xúc này xuất hiện ông muốn hóa bằng như diều gặp gió vượt qua chín vạn dặm ông không cam tâm táng thân nơi bắc cực càng không cam tâm sau khi chết đi lại bị đại quân thiên khiển của huyền vũ lăng nhục côn biết kết cục đang chờ đợi mình là gì sau khi ông chết đi hóa về nguyên hình tất sẽ bị đại quân thiên khiển kia ăn sạch xương cốt một mẩu cũng chẳng lưu lại Cảm xúc tuyệt vọng từ đáy lòng dần dần xâm chiếm, cô nảy sinh ý nghĩ tự diệt. Nếu như côn tự hủy thần hồn, không chỉ có thể gây ra thương tích nghiêm trọng cho linh xà mà còn kéo theo hàng chục triệu quân thiên khiển mai táng cùng. Thế nhưng, thiên đạo còn chưa hiện thân, nếu như ông ấy ngã xuống nơi này, tương lai chúng sinh làm sao nghinh chiến thiên đạo? Không, ta không cam tâm, côn gào lên một tiếng giận dữ vô cùng. Chiến lực của ông vẫn tiếp tục suy yếu, ông ấy đã sắp không thể chống đỡ nổi chính trong giây phút ý chí của côn vì suy yếu cực độ mà sắp sửa sụp đổ ông bỗng nghe thấy một tiếng vang lên từ phía nhân gian cửu umt nữ đế bay lên không trung hướng về bắc cương khôi giáp của nữ đế vô cùng uy nghiêm thần thánh đôi mắt u minh sáng ngời bắc minh có cá tên gọi là côn nữ đế lên tiếng toàn bộ vùng đất cửu umt bất luận là sinh hồn oán quỷ âm binh quỷ tướng diêm quân phán quan thiên tôn đạo tổ tất cả trong giây phút này hồi đáp nữ đế Khoảnh khắc đó lời nữ đế cất lên không đơn giản chỉ là một câu sấm ngữ trong đạo tàng, mà đó còn là lời kêu gọi toàn bộ ý chí của MT. Cũng trong giây phút này, Đắc Kiều Công Chúa ở Nam Thiên Môn cũng tiếp lời. Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn, ngũ đầu tinh quân, 28 vị tinh tú, 36 thiên canh, 72 địa sát.